Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 576. Cuối cùng, hứa nguyên vẫn là quyết định đi trước táng long cốc. Táng long cốc loại này mang theo chỉ hướng tính danh tự là thương nguyên bên trong đặc thù danh tử, tại đại viêm trên quan trường chỗ kia được xưng thiên cực hạp. Dựa theo hứa nguyên thông qua hắc lân vệ bên kia thu hoạch đến địa đồ đến xem, đây là một đầu cơ hồ phân chia toàn bộ Tây Trạch Châu cùng Mạc Nam đều hạt phủ biên giới to lớn khe nứt. Kéo dài mấy ngàn dặm, từ chủ khai nứt lan tràn mà ra chi khai nứt càng là như là giống mạng nhện bò đầy toàn bộ địa giới. Tại mấy chục năm trước, cái này thiên cước hạp chính là đại viêm cùng thát triều vương đình thiên nhiên biên cương đường danh giới. Bất quá trải qua đề an hai vị kia chăm lo quản lý, chấn tây quân binh phong đã vượt qua đạo này tự nhiên lạch trời. Tại đại mạc nam bộ khách quan màu mỡ địa khu thiết hạ mạc nam đều hạt phủ, đem đầu này úy vi tráng quan cự hạp triệt để đặt vào hoàng triều bản đồ. từ đại danh châu khai nguyên phủ xuất phát, hứa nguyên mang theo nhiễm thanh mặc hai nữ một bên dọc theo đường thuận tay làm lấy một chút đẳng cấp thấp nhiệm vụ chi nhánh một bên hướng phía phương tây nhanh chóng tiến lên lần này đường đi dài đằng đẵng nhưng cũng rất có vài phần thú vị giả heo ăn thịt hổ ác thú vị không thể không nói thế giới chi lớn không thiếu cái lạ mỗi đến một chỗ thành trấn bởi vì đại băng đà tử đi theo hứa nguyên mặc dù không cách nào đi thể nghiệm nơi đó phong thổ nhưng là muốn dùng một chút nơi đó đặc sắc mỹ thực cũng vẫn là rất để cho người ta thích thú mà cái thói quen này cũng làm cho hứa nguyên kiến thức đến nguyên lai thật sẽ có người bởi vì ngấp nghé đại băng đà tử cùng tiểu bạch sắc đẹp đến tìm hắn gây phiền phức đi làm nổi danh quán rượu dùng cơm nhiễm thanh mặc cùng bạch mộ hy không có khả năng mang theo mạng che mặt ăn cái gì hai nữ dáng người vốn là yểu điệu tuyệt sắc chân dung vừa lộ ra rất dễ dàng liền sẽ hấp dẫn một chút con rùi. phần lớn người cũng còn tính có đầu óc bị cự tuyệt về sau cũng liền ngượng ngùng rời đi nhưng dù sao hứa nguyên đi địa phương cơ bản đều là bản xứ rượu ngon nhất tứ thường xuyên sẽ có một chút đời thứ hai ở bên kia tụ hội. Nhiều lần, luôn có thể gặp được mấy cái tiểu não khống chế đại não hoàn khố, thậm chí còn có hoàn khố muốn lấy bát phẩm thối mạch chi cảnh đối ba người hạ dược. Bất quá tại những cái kia quận phủ châu trong phủ đám công tử bột cơ bản đều có chút nhãn lực kình, những chuyện này trên cơ bản đều phát sinh ở một chút trong huyện thành nhỏ. Thuộc về là ao cạn con rùa nhiều miếu nhỏ yêu phong lớn. Nhưng cái này cũng không hề nói là châu phủ quận phủ bên trong liền không có não tàn đường tắt thiên hoa châu minh phong quận thời điểm bởi vì giết một tên bị tiểu não khống chế hoàn khố về sau còn dẫn xuất hắn trong tộc truy sát cái này khiến hứa nguyên thật sự thể nghiệm một lần kịch bản nhân vật chính đãi ngộ tại hứa nguyên tầm nhạc tử tận lực yêu cầu dưới đại băng đà tử cùng tiểu bạch hai nữ đều không có triển lộ thực lực chân thật đầu tiên là hoàn khố hộ vệ sau đó là cung phụng cùng trưởng lão cuối cùng ngay cả hắn trong tộc tông sư lão tổ đều đã bị kinh động bất quá rất đáng tiếc Vị lão tổ kia đại nhân phí hết tâm tư thật vất vả đuổi kịp ba người bọn họ, kết quả không có mấy lần liền bị đại băng đà tử cùng tiểu bạch cùng một chỗ thu thập. Hứa nguyên muốn ra tay đều không có cơ hội. Mà ngoại trừ cái này giả heo ăn thịt hổ ác thú vị bên ngoài, hứa nguyên cũng là gặp một chút diệu nhân. Địa phương mới phát môn phái. Thụ pháp võ quán sáng lập để cơ sở võ đồ tràn lan. Mà đến từ đế an chính lệnh thì để rất nhiều nơi quan phủ đều đang cố ý biết bồi dưỡng một chút thế tục môn phái đến thu nạp những này võ đồ, hỗ trợ xử lý nơi đó họa loạn. Cái này trực tiếp để cơ sở trong thế tục tạo thành một cái võ lâm hình thức ban đầu. Đi về phía tây trên đường, nhọn hứa nguyên ba người liền gặp không ít người trong võ lâm, chỉ là bọn hắn cho mình lấy nhã hào đều để hứa nguyên rất khó căng đến ở. Không xác định tiên tử, không xác định đao, không xác định chân, thậm chí còn có không xác định tôn giả. Bất quá nhã hào giới về giới, nhưng trong đó không ít người cũng không tệ lắm, chí ít có không xác định tiên tử danh xưng nữ hiệp tướng mạo xác thực xuất chúng mà cùng những này người trong võ lâm nói chuyện phiếm thời điểm hứa nguyên ngoại trừ biết được một chút nơi đó tin đồn thú vị bên ngoài thậm chí có ngoài ý muốn niềm vui thu hoạch tại tây trạch châu bên kia có một vị hào bạch cơ tiên tử nữ hiệp gần đây bởi vì một mình tiêu diệt một chỗ ở vào thiên cực hạp bên trong thiên nhân phỉ trại mà thanh danh lên cao mà bạch cơ cái tên này hứa nguyên nếu như nhớ không lầm tựa hồ chính là kia tiểu long nữ tại đại viêm hoàng triều giả danh biết được đã từng trang giấy người lão bà ẩn hiện, Hứa Nguyên phi thường rất hưng phấn, hưng phấn đến đêm đó liền đem việc này đưa tin cho Hắc Lân vệ. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường, trải qua dài đến hai tháng dài rằng giặc đường đi, Hứa Nguyên rốt cục mang theo Nhiễm Thanh Mặc hai nữ đã tới Xê ra vừa mới phủ. Tây Trạch Châu hành chính khu quản hạt tại Đại Viêm bản đồ thượng hiện ra làm một đạo hình sợi dài, đồ vật bất quá hơn 3000 dặm, nhưng Nam Bắc lại khoảng chừng hai vạn dặm có thừa. Tây Nam cùng Vạn Hưng Sơn mạch giáp giới, Tây Bắc thì cùng Đại Mạc giáp giới, thuộc về Đại Viêm biên cảnh bách chiến chi địa, thời vận không tốt năm cần đồng thời đối mặt Đại Mạc cùng cổ uyên xâm phạm. Mà vì ứng đối loại này thế cục, mặc dù chính lệnh còn không có hạ đạt, nhưng Tây Trạch Châu đã lấy trung đoạn trọng trấn Thiên Tinh ải là trục trung tâm đã thực tế bị chia làm nam bắc hai mảnh khu vực phòng thủ. Bắc bộ từ trấn Tây quân thủ vệ Đại Mạc, mà nam bộ cổ uyên thì từ Đại Viêm biên quân cùng Huyền Giáp quân liên hợp phòng bị. Trước đó Hứa Nguyên hắn đi qua Vạn Tượng Tông ngay tại Tây Trạch Châu vùng cực nam, thật rất khó tưởng tượng một châu chi địa cảnh đừng khác biệt có thể to lớn như thế. Phương Nam chim hót hoa nở cỏ cây sâu, bắc địa đại mạc cát vàng nhạn bay tuyệt. Xê ra châu phủ cũng không phải là đại viêm nội địa loại kia phồn hoa cự thành, cũng không phải bắc phong thành loại kia khởi công xây dựng hai trong núi đoạn bình nguyên bên trên cự hình thành lũy, mà là một tòa chính cống ải thành. Hắn tọa lạc ở thiên cực hạp phía tây một chỗ to lớn đồ xuất bộ bên trên. Nam bắc hai bên đều là vách núi chót vót, đồ vật thì là hai chắn thuận địa thế xây lên cao ngất tường thành. Tại phía tây ngoài cửa thành chính là số lượng không nhiều có thể trực tiếp vượt qua thiên cước hạp cái này vạn trượng lạch trời thông hướng tây mạc chật hẹp sạn đạo. Bất quá đầu này sạn đạo kinh qua nhiều đời công tượng gia cố cùng bổ sung, bây giờ đã rộng chừng mấy trăm trượng. Chính là đại viêm là mạc nam đều hạt phủ chuyển vận vật liệu trọng yếu nhất đường tiếp tế đường. a à, đúng rồi. Xê ra châu phủ tên là Trấn Tây, mà danh tự này nơi phát ra tự nhiên cùng hứa nguyên kia tốt ngực đệ trong nhà thoát không ra liên quan. Trấn Tây Hầu tự thân lên sách, đem xê ra châu phủ đổi ổn định ở cái này cùng đại mạc tương giao quan ải phía trên, hoàng đế là ngợi khen hắn dũng liền trực tiếp lấy Trấn Tây mệnh danh châu phủ. Nơi này là Trấn Tây quân trụ sở, nhưng cũng chỉ là đã từng trụ sở. Trấn Tây Hầu là cái truyền thống quân nhân, một mực thực tiễn chứ danh đẹp trai thủ biên giới tư tưởng. Tại binh phong đánh qua thiên cước hạp về sau, Trấn Tây quân trụ sở đã lại lần nữa Tây rời đến Mạc Nam đều hạt phủ bên kia đi. Bây giờ Trấn Tây phủ chỉ lưu thủ lấy từ tiền tuyến thay phiên xuống tới hai cái doanh là Mạc Nam đều hạt phủ chấn giữ lấy đầu này trọng yếu sinh mệnh đường tiếp tế. Cũng bởi vậy, hứa nguyên hắn muốn gặp kia tốt ngực để ý nghĩ cũng tự nhiên thất bại. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại cũng không có gì có thể tiếc nuối. Coi như gặp mặt ngoại trừ cùng kia ngực để tự ôn chuyện bên ngoài cũng không có gì thú vị. Dù sao, lần này tới hắn nhưng là mang theo gia quyến. Trước đó tại Lý Quân Vũ trong thư giới thiệu phong thổ khẳng định là lãnh hội không được. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 577. Thầm nghĩ lấy những này loạn thất bát tao sự tình, hứa nguyên chậm rãi từ khách sạn trên giường êm ngồi dậy. Tối nay mất ngủ, ngủ không được. Mặc dù đã là dung thân cường giả, hứa nguyên vẫn như cũ duy trì lấy ngủ thói quen tốt. Bất quá quen thuộc ngựa xe vất vả, đột nhiên vào ở tiến cái này xa xỉ khách sạn, nhất thời có chút không thích ứng được trong sáng ánh trăng từ song cửa sổ vẩy xuống trong phòng khách sạn trang hoàng có chút xa xỉ nhưng cùng đại viêm nội địa quán rượu khác biệt trong cái này bày biện đều mang theo một vòng tây vực mỹ cảm phủ thêm một kiện áo đen xuống giường bước tại khách phòng tự mang màn lộ ra ngoài đình phóng tầm mắt nhìn tới trăng sáng sao thưa bay nhạn đi tây phương khí thế bằng bạc trăm dặm cự hạp lập tức đập vào mắt ngọn nguồn mang theo một chút cắt vàng gió đêm quét hai gò má mang theo vài phần khô giáo yên kẻ lòng máng chính là khởi công xây dựng tại trấn tây phủ cực bắc cự hạp biên giới một tòa chuyên cung cấp tu giả ở lại khách sạn hứa nguyên ba người ba gian khách phòng một đêm liền phải bạc vụn trăm lượng bất quá tối nay cái này bạc cũng không phải chính hứa nguyên ra mà là bị lữ trình bên trong kết giao một tên thanh niên chỗ mở tiệc chiều đãi như thế ánh trăng chu huynh đã cũng không ngủ không ngại cùng ta uống rượu một phen tại vạn trượng vách đá treo trên bầu trời trên đình đài đứng thẳng nửa ngày một đạo hơi có vẻ khàn khàn giọng nam bỗng nhiên truyền vào hứa nguyên trong tai Hứa Nguyên nghe vậy âm thanh ngoái nhìn, đã thấy một tên thanh niên đứng trước tại mỉm cười nhìn hắn. Thanh niên thân mang một thân áo ngủ, khuôn mặt bởi vì tái nhật mà có vẻ hơi tiểu tụy, cả người nhìn đều ốm yếu. Đối phương họ mục tên cách, chữ hưng nghĩa. Chính là hứa nguyên trên đường trợ giúp qua một tên thương đội chi chủ. Dọc đường một mảnh sa mạc bãi lúc, đối phương thương đội bị hơn ngàn đầu nhỏ hình mạc lang chiều tập kích. Theo thói quen xuất thủ tương trợ, lại phải biết song phương mục đích đều là chấn Tây Phủ về sau, rất tự nhiên liền kết bạn đồng hành đồng hành hơn nửa tháng hứa nguyên người này cũng là xem như trò chuyện vui vẻ bất quá thiên hạ không tán yến hội mục hương nghĩa thương đội mục đích chính là mạc nam đều hạt phủ mà hứa nguyên ngày mai liền muốn mang theo tầm bảo cơ tiến về thiên cước hạp bên trong tìm kiếm tiểu long nữ đệ đệ thi hài hôm nay qua đi song phương cũng coi là muốn chính thức quay qua hơi suy nghĩ hứa nguyên trực tiếp thả người nhảy lên từ gian phòng của mình sân thượng nhảy tới mục hương nghĩa bên này động tác này rất không lễ phép thậm chí là mạo phạm cho dù được mời cũng nên từ cửa chính thụ đồng ý phía sau có thể nhập bên trong bất quá nhìn thấy hứa nguyên lần này cử động mục hương nghĩa cặp con mắt kia bên trong lại không quá đa tình tự ba động khuôn mặt bên trên mỉm cười càng là mảy may chưa biến dường như đã thành thói quen trước mắt vị này không bị trói buộc phong cách hành sự bất quá hứa nguyên lại là biết mục hương nghĩa cũng không phải là bởi vì quen thuộc mà là bởi vì không quan tâm mục hương nghĩa hướng về phía hứa nguyên nhẹ nhàng gật đầu một bên hướng phía trong phòng đi đến một bên đều đâu vào đấy chậm âm thanh nói ra Trần Tây phủ cấm đi lại ban đêm nghiêm ngặt, sợ không tiện ra ngoài, ta đi phái dưới tử lâu người đưa chút danh tử cùng ăn nhẹ tới bố trí một chút, mời Chu huynh ở đây chờ một chút. Như thế không cần. Hứa Nguyên cười nhẹ gọi ở hắn, đầu ngón tay khẽ nâng trực tiếp từ tu di giới trung tướng, một khung bàn thấp, hai tấm ngắn ghế dựa đặt ở sân thượng phía trên. Đặt mông ngồi ở trong đó một chương ngắn trên mặt ghế, tóc dài theo ngậm cát gió đêm phất động, hướng về phía Mục Hương Nghĩa nhẹ nhàng cười một tiếng. Thụ ngươi chưa đãi hơn nửa tháng, Tối nay liền do ta đến mở tiệc chiêu đãi Hư Nghĩa ngươi đi. Mục Hư Nghĩa chậm rãi ngoái nhìn, nhìn chằm chằm kia đột nhiên xuất hiện cái bà nhìn một cái chớp mắt, nói: "Chu huynh lại có tu di giới bực này thần vật mang theo." Vừa nói, hắn cũng mỉm cười ngồi xuống hướng Nguyên đối diện, ốm yếu trên gương mặt vẫn như cũ duy trì lấy kia lạnh nhạt mỉm cười, kia ta cũng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hứa Nguyên nhìn xem cái kia bình tĩnh thần sắc, cười nhẹ hỏi: "Ngươi tựa hồ không có chút nào kinh ngạc." Mục Hư Nghĩa lắc đầu, thanh âm bình thản mà tự nhiên. Chu huynh bên cạnh thân hai vị hồng nhan tuổi còn trẻ liền có tông sư tu vi, ra thế tất nhiên bất phàm. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm đối phương một chút. Tòng Sơ biết đến hiện tại, hắn chưa hề ở trình chỗ này cho tái nhợt thanh niên trên mặt trông thấy ngoại trừ mỉm cười bên ngoài bất luận cái gì thần sắc. Cho dù là gặp đàn sói tập kích, toàn bộ thương đội cấu trúc phòng tuyến đã lung lay sắp đổ thời điểm, người này trên mặt vẫn như cũ duy trì lấy bộ kia mỉm cười. Mục Hương Nghĩa trên thân đều lộ ra một loại không quan trọng khí chất, phảng phất đối cái gì đều không để ý. Vậy đại khái chính là hứa nguyên có thể cùng người này nói chuyện rất là hợp ý nguyên nhân một trong. Thầm nghĩ, hứa nguyên tiện tay đem mấy bình giá trị ngàn lượng linh tử đặt ở bàn bên trên, lại lấy ra mấy đĩa trên đường mua tới nhắm rượu quả hạch, một bên là hai người rót rượu, một bên nói chuyện phiếm nói ra. Nói lên ra thế, lấy hương nghĩa ngươi cái này dòng họ cùng thủ hạ thương đội quy mô, nên chính là mục thị thương hội người hà. Mục hương nghĩa nghe vậy không có phủ nhận, khẽ vút cằm, mục sơn hải chính là gia phụ, Hứa Nguyên nghe vậy hơi nhíu mày, đem châm tốt chén rượu đưa cho đối phương, giọng mang kinh ngạc. Hư nghĩa ngươi lại là mục nhà con trai trưởng. Nhưng vì sao thủ hạ thương đội ngay cả cái tông sư cung phụng đều không có. Con trai trưởng không tính là, gia mẫu chính là gia chủ tam phòng, hơn 10 năm trước phạm vào chút sai lầm, cũng không làm sao thụ gia chủ chào đón. Mục hương nghĩa tiếp nhận chén rượu, lạnh nhạt giải thích, về phần thương đội cung phụng, vốn là có, nhưng hắn tại gặp được chu huynh trước ngươi không lâu liền chết trận. Yêu thú, Ừm. Nén bi thương. Hứa Nguyên nói nhỏ một câu, cử đi nâng chén rượu, cùng đối phương uống một hơi cạn sạch. Cảm thụ được nước rượu tại vị giác ở giữa về cam, Hứa Nguyên lại thấp giọng hỏi. Đã hưng nghĩa ngươi là mục thị thương hội bên trong người, nói như vậy cái này mấy chục cỗ xe ngựa vật tư nên là đưa đi chấn Tây quân rồi. Mục thị thương hội chính là Tây Trạch Châu cảnh nội lớn nhất thương hội. Tướng phủ mượn vạn tượng tông chiến tranh bồi thường đem thiên an thương hội bàn tay nhập Tây Trạch Châu về sau, cùng cái này mục thị thương hội phát sinh rất nhiều mâu thuẫn mỗi người dựa vào thủ đoạn phía dưới thiên an thương hội không có tại hắn trong tay chiếm được chỗ tốt gì trực tiếp phá hỏng thiên an thương hội tại tây trạch châu nhanh chóng khuếch trường. nguyên nhân có rất nhiều trong đó khó giải quyết nhất một cái chính là mục thị thương hội cùng trấn tây hầu phủ có cực kỳ xâm nhập khóa lại trấn tây hầu tại tây trạch châu uy vọng cực cao nhưng so với vũ thành hầu phủ trấn tây hầu lão đầu kia thiếu một cái phụ quốc phu nhân như thế hiền nội trợ đối với nhà mình sản nghiệp quản lý không thể nói là nhất khiếu bất thông chỉ có thể nói một mảnh hỗn độn nếu không phải tay cầm trọng binh võ đức dồi rào, ấn thương nghiệp logic tới nói tốt ngực địa lý quân vũ gia sản đoán chừng sớm đã bị cái khác cỡ lớn thương hội ăn xong lau sạch trần tây hầu cũng rất có tự mình hiểu lấy chính mình mân mê không đến liền mời chuyên nghiệp nhân sĩ tới quản lý mà hắn đối tượng hợp tác chính là cái này mục thị thương hội trần tây hầu phủ cung cấp các loại nguyên vật liệu cùng quan phủ phương diện trợ giúp mà mục thị thương hội thì cung cấp sản nghiệp quản lý cùng cung cấp giao dịch lương thảo cùng các loại vật liệu chiến tranh dựa theo hắc lân vệ điều tra trấn tây hầu phủ quân giới nhu cầu bên trong mục thị thương hội cung cấp số lượng lớn đủ chiếm năm thành còn lại có 3 thành từ triều đình cung cấp mà còn lại hai thành mới là trấn tây hầu phủ nhà mình sản xuất cung cấp một cái dị dạng khổng lồ cỗ máy chiến tranh nhưng cũng chính là loại này dị dạng sáng tạo ra mục thị thương hội tại tây trạch châu hoàng quyền đặc cách mục hương nghĩa nghe được hứa nguyên vấn đề này rót rượu tay hơi chậm lại hơi trầm ngâm về sau nói khẽ bởi vì mẫu thân ta cũng không thụ chào đón chuyến này chỉ là phụ trách dám đưa nhóm vật tư này tiến về mạc nam đều hạt phủ còn lại giao dịch chi tiết ta cũng không hiểu biết bất quá đại khái xuất hẳn là mang đến trấn tây quân dù sao thát chiều người gần nhất đã lại lần nữa đại quân áp cảnh trấn tây hầu đại nhân chuẩn bị chính diện đối địch nghe được cuối cùng hứa nguyên nhíu mày bởi vì một đường lữ hành không có trong tướng phủ viện tình báo nơi phát ra đối với gần nhất một chút thiên hạ đại sự hắn xem như biết rất ít hơi trầm ngâm hứa nguyên khẽ nhấp một cái nước rượu thanh âm cổ quái có thể ta nghe nói năm ngoái Thát Triều người không phải tổn thất rất lớn à, năm nay sao dám lớn như thế quân tiếp cận?" Mục Hương Nghĩa lườm Hứa Nguyên một chút, nói: "Chu huynh ngươi không biết à? Thát Triều người vị kia thần nữ tại cửa ải cuối năm thời điểm, bị Quân Vũ quận chúa đại nhân xuất lĩnh ngàn kỵ bắt làm tù binh à?" Mục Hương Nghĩa lại tại Hứa Nguyên dần dần ánh mắt kinh ngạc bên trong nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá cái này cũng cũng không phải là chuyện tốt. Tù binh kia thần nữ về sau, Quân Vũ quận chúa chỉ tới kịp truyền một đầu tin tức về đều hạt phủ liền ngay cả mang theo kia ngàn kỵ cận vệ thiết kỵ cùng nhau mất tích. Hiện tại, Thát Triều Vương Đình cùng Trấn Tây Hầu Đại Nhân chính là vì việc này mà đại động binh qua. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 578. Rút lời yên lặng một cái chớp mắt, bão cát phất qua hai người lọn tóc. Mục Hưng Nghĩa nhìn xem hứa nguyên trên mặt kinh ngạc, một bên uống rượu, một bên lạnh nhạt nói ra. Xem Chu Huynh thần sắc, nghĩ đến xác nhận coi là thật không biết việc này. Hứa nguyên ý thức được thần sắc thất thố, thu nạp biểu lộ, nói chu mỗ đã rời nhà dạo chơi mấy năm chứng kiến hết thảy đều là nơi đó phong thổ hiếm có thu hoạch bực này tin tức con đường mục hưng nghĩa nhìn chằm chằm hứa nguyên nhìn mấy tức khẽ vút cằm biểu lộ vẫn như cũ là bộ kia phảng phất tuyên cổ bất biến suy yếu tiếu dung ưng ừ là đạo lý này dạo chơi mặc dù gặp ngàn vạn tin đồn thú vị nhưng phần lớn là trợ búa vụn vặt bực này quân quốc đại sự xác thực chưa có người nghe đại viêm hoàng triều đối với tình hình chiến tranh tin tức dư luận quản khống cực kỳ nghiêm ngặt triều đình nếu là chuẩn bị đánh một trận cầm nếu không có trực tiếp liên quan đừng nói thị tỉnh tiểu dân liền ngay cả một chút châu quận chính khách trưởng quan đều chỉ có thể tại chính thức khai chiến về sau mới có thể có biết tin tức xác thực mà nói đến cái này mục hương nghĩa dừng một chút nói khẽ bất quá chu huynh liền chưa từng mượn dùng đưa tin tinh đứng cùng trong nhà thông tin à hứa nguyên nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt ngậm lấy cười hỏi lại hương nghĩa ngươi đối bắc cảnh bên kia chiến sự hiểu rõ à đối mặt một cái chớp mắt mục hương nghĩa hiểu ý về sau hơi thõng xuống tầm mắt đại viêm 14 châu quá lớn, có rất ít thế lực có thể trải rộng toàn bộ thiên hạ. Bắc cảnh chiến sự Tây Mạc bên này thế lực mặc dù không thể nói hoàn toàn không biết gì cả, nhưng cũng phần lớn vẻn vẹn cực hạn vu biểu mặt. Trái lại cũng giống như nhau. Mục Hưng Nghĩa rất lễ phép chắp tay, tự phạt một chén sau nói, a à, ngược lại là ta có chút tự cho là đúng. Thấy thế, Hứa Nguyên cũng hơi thu nạp thần sắc, hỏi, cho nên việc này Hưng Nghĩa ngươi có thể nói tỉ mỉ một chút. Nói tỉ mỉ không được. Mục Hương Nghĩa buông xuống chén chén nhỏ, tại Hứa Nguyên cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú lắc đầu, "Chu huynh, mới lời nói, đã là ta biết được toàn bộ." Hứa Nguyên đôi mắt không tự chủ chớp chớp. Mặc dù gặp Hứa Nguyên cái này nhỏ bé biểu lộ, Mục Hương Nghĩa lại cũng chỉ là uống rượu không có lại nói tiếp. Trầm mặc theo gió đêm xoắn tới cát vàng kéo dài mấy tức, Hứa Nguyên mới cười nhẹ lắc đầu, "Đi quá giới hạn chỗ, mong rằng Hương Nghĩa rộng lòng tha thứ. Ta cũng không lừa ngươi." Mục Hương Nghĩa lời nói rất nhẹ thanh tú khuôn mặt không ẩn tình tự, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, đen nhánh đôi mắt bên trong hoàn toàn như trước đây không có bất kỳ cái gì cao quang. Như Chu huynh thực sự cảm thấy hứng thú, ta ngược lại là có thể vì ngươi dẫn tiến cái này trấn Tây phủ bên trong gian thương, cái kia bên cạnh có không ít tình báo con buôn tài nguyên. Hứa Nguyên uống một mình một chén, lắc đầu, như thế không cần, Tây Mạc chiến sự như thế nào đi nữa phát triển cũng sẽ không cùng nhà ta không có gì quá lớn liên quan. Chu mỗ tới nơi đây giới cũng bất quá là vì lãnh hội một chút cái này thiên cước hạp phong quang. Mục Hưng Nghĩa đáp lễ một chén, bên cạnh mắt nhìn về phía dưới chân kia vực sâu cự cốc bờ bên kia, như có điều suy nghĩ thấp giọng nỉ non. Thiên cước hạp à, trong này gần đây tựa hồ cũng không thái bình. Nói thế nào? Hứa Nguyên vô ý thức hỏi. Ừm nguyên nhân có chừng hai. Mục hương Nghĩa ngữ khí chậm rãi, đầu ngón tay nhẹ nhàng có trong hồ sơ trên bàn khoa tay lấy. Thứ nhất tự nhiên chính là mới đề cập Tây Mạc chiến sự, thiên cước hạp chỗ sâu nhất có thể đạt tới vạn trượng, địa hình rắc rối phức tạp, thát chiều người thường xuyên mượn địa thế trong đó tàng binh mà thứ hai thì là thiên cước hạp bên trong phải chết một đầu yêu long nghe nói như thế hứa nguyên đôi mắt có chút mở lớn trong lòng không tự chủ dâng lên một vòng cổ quái ngữ khi cố ý hơi có vẻ trần chờ hỏi yêu long việc này mục huynh có thể nói một chút một chút nghe đồn thôi mục hương nghĩa ốm yếu uống hứa nguyên rượu ngon thanh âm nhàn nhạt, nhạt mấy chục năm trước từng có một đầu hóa hình yêu long chạy tới đại viêm cảnh nội sau bị đại viêm cường giả đánh cho trọng thương sau tung tích không rõ. Ta thái gia năm đó liền tham dự lần kia vây quét, tại ta còn tuổi nhỏ thời điểm hắn từng cùng ta trò chuyện lên việc này, nói hắn hoài nghi kia yêu long liền chết tại thiên cực hạp bên trong. Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe, đưa tay cầm lấy tinh mỹ bầu rượu là đối phương thêm đầy, nhỏ giọng nói, ý của ngươi là nói, cái này thiên cực hạp bên trong có một đầu yêu long gì giấu. Chu huynh, ngươi cảm thấy như thiên cực hạp bên trong thật có yêu long gì giấu lời nói, ta mục thị thương hội sẽ ngồi yên không lý đến à? Hứa Nguyên, Chu Huynh không nên gấp gáp, ta ra lời ấy tuyệt không phải là nghĩ đùa người. Mục Hưng Nghĩa thanh âm nguội, không nhanh không chậm, lúc trước ta xác thực coi là đây là một cái tin tức giả, nhưng cái này tin tức giả gần đây tựa như thành sự thật. Vì sao? Ta nghe nói đoạn thời gian trước có người tại thiên cước hạp trông được từng tới một đầu còn sống yêu long hiện thân, hai đầu tin tức tương liên, kết luận không cần nói cũng biết. Ngươi nói là, cổ uyên bên kia có yêu long tới tìm kiếm tộc nhân di hải. Lời này, mục hưng nghĩa không có trả lời ngay thở phào một hơi trả lời lập lờ nước đôi có thể là cũng có thể là không phải bởi vì yêu lòng hiện thân sự tình nơi phát ra cũng không đạt được xác nhận bất quá chu huynh nếu muốn du lịch thiên cước hạp tốt nhất vẫn là chú ý cẩn thận một chút nhìn trước mắt bệnh này mệt mỏi lạnh nhạt thanh niên hứa nguyên nỗi lòng dần dần bắt đầu phức tạp giảng thật lúc trước cứu đối phương thương đội chính là quen thuộc tiến hành cùng hắn kết giao cũng là cảm thấy hắn tính cách thú vị mục hưng nghĩa biết được tây mạc chiến sự thậm chí cả Lý Quân Vũ đại mạc thần nữ sự tình cũng có thể dùng hắn ra thất để giải thích. Như này đầu nhỏ yêu long cùng tiểu long nữ sự tình dùng ra sự có thể giải thả không được. Hít sâu một hơi, hứa nguyên chắp tay thì lễ. Đa tạ hưng nghĩa nhắc nhở. Mục hương nghĩa mỉm cười lắc đầu, rủ xuống đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt chén trong tràn nước rượu, con ngươi híp lại. Ta cái mạng này đều là chu huynh ngươi cứu, những tin tức này đối ta vô dụng, nếu là có thể giúp đỡ ngươi liền không thể tốt hơn. Nhìn không thấu, cái này mục hương nghĩa tựa hồ thật không đơn giản, mặc kệ là lúc trước đứng trước đàn sói tập kích, thái sơn vỡ mà mặt không thay đổi thần sắc, vẫn là bệnh này mệt mỏi thân thể cùng đối mọi việc đều không cái gọi là tính tình đều tại nói cho hứa nguyên người trước mắt phía sau hẳn là cất giấu bí mật rất lớn, có thể ngẫu nhiên thuận tay cứu người này, hoặc là là chính mình lông mày bút thuộc tính phát tác, hoặc là là đại băng đà tử tại làm pháp, sáng sớm hôm sau, theo cấm đi lại ban đêm sau khi giải trừ lớn như vậy trấn tây phủ cũng chậm rãi từ yên tĩnh trở nên ồn ào náo động làm đã từng nơi hiểm yếu cửa ải trấn tây phủ nội bộ nguyên bản chưa có dân dụng công trình tồn tại bất quá chiến tuyến tây di trấn tây quân tại thiên cước hạp phía tây thiết lập mạc nam đều hạt phủ trấn tây phủ biến thành hậu phương lớn về sau theo quanh năm suốt tháng thương khách lui tới nơi đây cũng dần dần có mấy phần đại viêm nội địa châu phủ phồn hoa một phương khí hậu nuôi một phương người có lẽ là nhận tây vực văn hóa ảnh hưởng có lẽ nơi đây cư dân tập tục vốn là như thế. So với đại viêm những cái kia dày đặc nho bảo áo bó, nơi đây cư dân tập tục đều là cực kỳ mở ra, rất nhiều người đều là người để trần liền đi tại trên đường cái. Đương nhiên, những này là nam tử. Nữ tử thân trên vẫn là sẽ mặc một bộ áo ngực che giấu, nhưng phần lớn cũng chỉ thế thôi. Lộ ra bụng dưới eo nhỏ nhắn cùng thon dài khỏe đẹp cân đối đùi, cùng kia màu đồng cổ khỏe mạnh ra thịt liếc nhìn lại để cho người ta có chút không kịp nhìn. Tuyên khắc lấy mục thị thương hội tiêu chí bảng đại thương đội đưa dao khắp nơi dẫn tới hai bên cư dân một trận ghé mắt. Nhẫn Thanh Mặc cùng Bạch Mộ Hi hai nữ thì uốn tại trong xe ngựa tu luyện, Hứa Nguyên thì cùng Mục Hương Nghĩa mang lấy ngựa hành tại thương đội phía trước nhất. Nhìn xem hai bên kia mang theo một chút tây vực phong cách quần thể kiến trúc không ngừng lùi lại, Hứa Nguyên một bên thưởng thức ven đường phong quang, một bên câu được câu không cùng Mục Hương Nghĩa tán gẫu. Hôm qua dạ đàm, thu hoạch tương đối khá, Hứa Nguyên từ Mục Hương Nghĩa bên này biết được không ít tây mạc mật tân. Nhưng tương đối Mục Hưng Nghĩa lại một vấn đề cũng không từng hỏi thăm Hứa Nguyên. Cái này khiến Hứa Nguyên rất cảnh giác, có thể gần như thăm dò cũng chưa từng nhìn ra người này bất kỳ địch ý nào. Mục Hưng Nghĩa tựa hồ là thật không có cái gì ý đồ xấu. Tay không chụp vào nhiều như vậy tình báo, khiến cho Hứa Nguyên đều có chút không có ý tứ. Cho nên làm đền bù, đêm qua hắn trực tiếp xuất ra một bình giá trị vạn lượng bạch ngân chân tàng rượu ngon, chuẩn bị cho tiểu tử này lên một điểm nho nhỏ tiền tài rung động. Nhưng rất đáng tiếc, Mục hương Nghĩa trên mặt như trước vẫn là bộ kia muốn chết không sống mỉm cười, chưa biến mảy may. Tựa như hiện tại đồng dạng. Hứa Nguyên liếc mắt bên cạnh thanh niên một chút, lại vừa vặn đối phương hắn xem ra ánh mắt, Mục hương Nghĩa nhẹ gật đầu, nhìn về phía càng lúc càng gần Tây Trực Môn, mỉm cười lạnh nhạt. Qua cửa thành, liên chuẩn bị lập tức khải thần tiến vào thiên cực hạp. Thu Liễm suy nghĩ, Hứa Nguyên đảo mắt một vòng đường đi bốn phía, cười nói, nếu là du lịch thiên hạ, tới đây vùng đất mới tự nhiên là muốn tới chỗ đi dạo đưa ngươi ra khỏi thành về sau, chuẩn bị lần nữa chấn Tây Phủ bên trong du ngoạn hai ngày. Làm nơi đó địa đầu xà, Mục Hương Nghĩa hơi suy nghĩ về sau, nhẹ giọng hỏi, chấn Tây Phủ à, bên trong thành ngược lại là có mấy cái không tệ cảnh điểm, đáng tiếc chuyện quan trọng mang theo không thể nhiều bồi, có thể cần ta vì Chu Huynh dẫn tiến vài bằng hữu dẫn đường. Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, đa tạ Hương Nghĩa hảo ý, bất quá ta người này ưa chính mình đi khai quật chuyện lý thú mà không phải đi người khác đi qua du ngoạn công lược. A à, Chu Huynh ngược lại là cái thú người. Mục hương Nghĩa mỉm cười, nhìn xem kia đã dần dần chống đỡ tới gần trước nguy nga cổng tò vò, nói. chân tay Phủ cuối cùng vẫn là quan ải trọng trấn, vào thành ra khỏi thành thủ tục có chút dườm già, liền liền đưa đến nơi này đi. Dừng lại dưới hông yêu mã, Mục hương Nghĩa nửa xoay người hai tay thở dài, đối hứa nguyên nhận chân nhất lễ. Chu Huynh, lần này đi từ biệt, sợ liền lại khó gặp nhau, bảo trọng. Hứa Nguyên kéo một phát dây cương, bất quá không có vội vã đáp lễ, mà là uốn lên đôi mắt trêu chọc nói, lại khó gặp nhau. Làm sao cảm giác hưng nghĩa lời này của ngươi giống như là đang chủ yếu ta sẽ ở thiên cước hạp bên trong xảy ra chuyện à? Mục hưng nghĩa chậm rãi ngồi thẳng lên, lắc đầu nói, chu huynh người hiền tự có thiên tướng, đương nhiên sẽ không có việc. Hứa nguyên tung người xuống ngựa, cũng là trịnh trọng thi lễ, cười nói, mượn ngươi cắt ngôn, đợi ta từ thiên cước hạp trở về, đến liễu không nhàn liền đi mục thị tổ viện tìm ngươi lại tụ họp. Mục hưng nghĩa nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng không có trả lời, nhẹ gật đầu liền chuẩn bị đỡ ngựa rời đi. Đứng tại chỗ, nhìn xem kia đáp lấy cao tới yêu mã dần dần đi hướng cổng tò vò cẩm bào thanh niên. Hứa nguyên lông mày dần dần nhăn lại, bỗng nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên hướng phía đối phương truyền âm. Người đây là gặp được phiền toái. Mang lấy ngựa cầm bào thanh niên vẫn như cũ tiến lên, không có bất kỳ cái gì đình trệ, phảng phất không có nghe thấy hắn truyền âm. Hứa nguyên lông mày nhào càng chặt hơn, tiếp tục truyền âm. Hương nghĩa, nếu là có người muốn hại ngươi, ta có thể hộ tống ngươi đến mạc nam đều hạt phủ. Vừa nói, hứa nguyên liền hướng phía cổng tò vò phương hướng đi đến, nhưng vừa mới cất bước, liền nhìn thấy kia đã không nhập môn động bóng ma thanh niên đưa tay hướng phía sau lưng lắc lắc. Lập tức, mục hương nghĩa kia hoàn toàn như trước đây nhà nhạt thanh âm liền ung dung chuyển đến, đều như thế. Chu huynh, nhân sinh xuống tới, chính là vì đi chết, sớm một chút, hoặc trễ một chút, ta tịnh không để ý. Hứa nguyên, Nhiễm Thanh Mặc nhìn xem trở lại xe ngựa sau liền không nói một lời hứa nguyên, yên lặng tán đi công pháp, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi thế nào?" Suy nghĩ bị đánh gãy, Hứa Nguyên ngước mắt nhìn về phía Mặc Y thiếu nữ, khóe môi câu lên một vòng mỉm cười. "Cái gì thế nào?" Nhiễm Thanh Mặc nhìn chằm chằm hắn sắc mặt nhìn mấy tức, nói khẽ: "Ngươi tâm tình tốt sống không tốt." Nghe nói như thế, một bên yên lặng mở sách tiểu bạch cũng vội vàng cuống quýt tán đi công pháp, hơi có vẻ lo lắng nhìn phía Hứa Nguyên. "Đáng chết!" nàng thế mà không có phát hiện công tử dị dạng bị cái này nhiễm tiên sinh vượt lên trước bị hai nữ nhìn chăm chú lên hứa nguyên hơi suy tư một cái chớp mắt vẫn là lựa chọn lời nói thật thực nói ra một cái nhận biết bằng hữu phải chết cho nên trong lòng có một chút phức tạp nhiễm thanh mặc ánh mắt nghi hoặc nghe không hiểu bạch mộ hy nghĩ nghĩ thăm dò hỏi công tử trong miệng bằng hữu là kia mục hương nghĩa ừ hứa nguyên gật đầu thở dài nói hắn đêm qua cho ta rất nhiều tin tức hữu dụng mà lại không có muốn bất luận cái gì hồi báo. Bạch Mộ Hi đôi mắt lấp lóe, chậm rãi đứng dậy ngồi xuống hướng nguyên bên cạnh thân. Người này sắc mặt quá trắng bệch, coi khí lạc thâm hù rất nặng, nên hoạn có rất nghiêm trọng ẩn tật. Không phải là bởi vì cái này. Hứa Nguyên lắc đầu, khoan thai nói ra, mục thị thương hội bên trong hẳn là có người muốn hắn chết, mà hắn cũng không chuẩn bị phản kháng. Trong lòng còn có tử trí. Đúng, muốn giúp đều không cách nào giúp. Hứa Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, buông thõng tầm mắt chính là không biết tiểu tử này tại sao lại biến thành dạng này lời còn chưa dứt hứa nguyên bỗng nhiên cảm giác trên đầu mình đắp lên một cái lạnh buốt non mềm tay nhỏ sờ sờ ngước mắt nhìn lại đã thấy nhiễm thanh mặc đang đứng ở trước mặt hắn ánh mắt thanh tịnh dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt đầu của hắn toa xe bên trong yên tĩnh một cái chớp mắt hứa nguyên ánh mắt nghi hoặc mặc y thiếu nữ động tác trên tay không ngừng nhẹ giọng hỏi hứa nguyên ngươi bây giờ khá hơn chút nào không hứa nguyên khóe môi vừa mới câu lên Dư quang liền thoáng nhìn một bên bạch mộ hy cũng nắm tay cũng lặng lẽ giơ lên. Hứa nguyên nhìn nàng một cái tay. Bạch mộ hy chớp mắt một cái. Hứa nguyên lặp lại vừa rồi động tác. Tiểu bạch méo miệng yên lặng nắm tay buông xuống. Hư nhẹ một tiếng, hứa nguyên đưa tay nắm chặt nhiễm thanh mặc rũi tới tay nhỏ, lôi kéo nàng tại một bên khác ngồi xuống. Cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống tại sau lưng giường êm, nhìn chằm chằm hai nữ ngồi ngay ngắn bóng lưng yểu điệu, ôn nhu nói. Không đề cập tới chuyện này, các loại ta gặp Hắc Lân vệ tại cái này trấn Tây phủ người phụ trách vào tay tin tức về sau, chúng ta liền đi lấy kia Hóa Long tình. Bất quá cũng may mà Mục hương Nghĩa tình báo xác định vị trí, không phải chúng ta trong thiên cực hạp tiêu hao cái một năm nửa năm cũng không phải là không có khả năng. Hứa Nguyên lấy ra một cái tính theo thời gian quỹ chuông nhìn thoáng qua thời gian, nhẹ giọng nói ra, đã đến giờ thìn à, Hắc Lân vệ người hẳn là lập tức tới ngay. Thoại âm rơi xuống về sau nửa khắc đồng hồ, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa nhẹ nhàng vang lên ba dài một ngắn. Ám hiệu chính xác. Mở cửa xe, một vị dâu ria xồm xoàm trung niên nam nhân cõng tia nắng ban mai ánh nắng chậm rãi đi vào trong xe. Chu Sâm liếc qua ngồi tại hai nữ chính giữa lạ lẫm cầm bào công tử. Đối mặt một cái chớp mắt, nhìn thấy trong mắt đối phương kia xóa cổ quái trêu tức, Chu Sâm trong lòng thoáng có chút không vui. Tôi lấy tình báo người chính là người này. Thật không có lễ phép à. Cao mày, Chu Sâm nhìn đối phương không có chút nào đứng dậy nghênh tiếp ý tứ, trực tiếp tiện tay đem chứa tình báo mật hàm tiện tay ném ở toa xe trên thảm liền im lặng quay người rời đi mấy bước lại bỗng nhiên nhớ lại mới nam tử kia bên cạnh mặc y bóng hình xinh đẹp có chút quen mắt trầm tư một cái chớp mắt chu xâm con người bỗng nhiên co rụt lại cỏ hỏng nhanh chóng quay người liếc nhìn một chút bị chính mình ném xuống đất mật hàm mà xuyên thấu qua chưa quan cửa xe đã thấy kia cẩm bào công tử đã khom người đem nó nhặt lên hứa nguyên nhẹ nhàng đưa tay tại mật hàm bên trên phủi phủi hướng về phía ở tại ngoài xe Chu Sâm nhíu mày. Chu tiên sinh không đi à? Chu Sâm. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 579. Chu Sâm một mực tin phụng nhân sinh lựa chọn luận. Nhân sinh bên trong mấy cái kia trọng yếu lựa chọn nếu như chọn đúng, kia về sau liền có thể thuận buồm xuôi gió. Chu Sâm hắn có thể từ lúc trước một giới chạy nạn hài đồng leo đến hiện tại cái địa vị này, chính là một bước như vậy một bước đi tới. Mà mấy năm qua này Chu Sâm làm ra qua lớn nhất chính xác nhất một lựa chọn, đại khái chính là tại tam công tử còn tại không quan trọng thời điểm sớm đối nó biểu trung tâm. Mặc dù tại năm thứ nhất Chu Sâm không có gì được cái gì thực tế chỗ tốt, thậm chí còn bị điều phối đi bắc cảnh tiền tuyến chấp hành những cái kia nguy hiểm nhiệm vụ. Nhưng chọn đúng cuối cùng sẽ có hồi báo. Bởi vì tam công tử dù sao cũng là tướng gia tể. Có thể tu hành về sau, công tử địa vị trực tiếp một bước lên trời. Mà hắn cái này tòng long chi thần cũng tự nhiên mà vậy dựng vào đi nhờ xe. Tại man tộc chi chiến kết thúc về sau, Chu Sâm hắn liền lập tức bởi vì tại chiến sự trung lập hạ công lao nhận được điều nhiệm văn thư. Từ một cái chức quan nhàn tản khách khanh, bị điều nhiệm đến trấn Tây phủ bên này Hắc Lân vệ phân bộ làm người đứng đầu. Tướng quốc phủ bên trong có một bộ cực kỳ hoàn thiện công tích khảo hạch hệ thống. Man tộc chi chiến bên trong, hắn nhất cao quang thời khắc đại khái chính là tại Bắc Phong chiến dịch đêm trước độc thân nhập trại địch, khẩu chiến quần nho hoàn thành tam công tử giao cho hắn đàm phán nhiệm vụ. Việc này rất trọng yếu, là lúc trước tam công tử trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng nhưng trọng yếu về trọng yếu, chuyện công lao đều là tam công tử. Hắn chu sâm vẻn vẹn một cái người chấp hành, mà người chấp hành thường thường là không đáng giá tiền nhất, bởi vì có thể thay đổi họ quá cao. Cái bàn đã bị tam công tử dựng tốt, dựa theo tướng phủ khách khanh bình quân tiêu chuẩn, biến thành người khác bên trên kết quả cũng giống như vậy. Dựa theo khách khanh khảo giáo chuẩn tắc, hắn đứng hạ công tích hẳn là chỉ đầy đủ đem hắn bổng lộc hướng lên tăng một cấp, sau đó thu được một bút mức không ít phong hiểm phụ cấp, liền không có sau đó. Cũng bởi vậy, thu được kia phần điều nhiệm mật hàm thời điểm, Chu Sâm chính hắn đều có chút được vòng. Càng nghĩ, cuối cùng mới giật mình phát hiện đây là tam công tử bên kia phát lực. Không phải lấy hắc lân vệ tại tướng quốc phủ bên trong độc lập địa vị. Hắn cái này phổ thông khách khai nghĩ điều nhiệm đi vào trên cơ bản là không có bất kỳ cái gì khả năng, càng đừng đề cập trực tiếp đảm nhiệm trong đó châu phủ ti trưởng. Đi vào cái này trấn Tây phủ gần thời gian một năm, Chu Sâm cũng thích ứng tại hắc lân vệ sinh hoạt. Không phục báo không ở ngoài nhớ kỹ ba điểm. Cẩn thận, tàn nhẫn, cùng nhân tính. Quen thuộc liên quan nghiệp vụ về sau, từ tầng dưới chót sờ soạn lần mò đi lên chu sâm trực tiếp tại chức vị này bên trên như cá gặp nước. Mà ngồi vững vàng vị trí về sau, hắc lân tổng ty bên kia trực tiếp cho hắn đặc phê một bản hạng A chung giai công pháp, bổng lộc càng là tại lúc trước trên cơ sở lật ra gấp ba Mà trừ cái đó ra, chấn tây phủ ty trưởng chức vị này bình thường cũng có thể tại không xúc phạm danh giới cuối cùng tình huống dưới mò được không ít hợp lý phần tử tiền. Không còn thiếu tu hành tài nguyên, cùng mới tinh cao giai công pháp để chu sâm đã đình trệ nhiều năm tu vi cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn đột phá. Mọi chuyện đều tốt đi lên. Chu tiên sinh, ngươi ngồi à. Lạnh nhạt thanh âm để chu sâm bỗng nhiên hoàn hồn. Chẳng biết lúc nào, hắn đã một lần nữa đi vào trong buồng xe. Trước mắt kia tướng mạo lạ lẫm cầm bào công tử, chính chọn mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn. Hỏng, đèn kéo quân đều cho hắn dọa ra. Tới gần Đại Mạc, chấn Tây Phủ ngày đêm độ trên lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn, càng đến giữa trưa thời tiết càng nóng có thể hôm nay kia một vòng húc nhật mới từ phương đông dâng lên chu sâm cũng đã cảm giác chính mình có chút chảy mồ hôi cổ họng trên dưới nhấp nhô có chút chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt sau đó chu sâm đầu gối một khúc không có ngồi trực tiếp quỳ gối xe trên nệm giật giật khóe miệng tam công tử ngài không chết hứa nguyên mắt ngậm kinh ngạc đưa tay chỉ chỉ chính mình ngươi muốn ta chết chu sâm chu sâm muốn cho chính mình một tát tai Hắn lão chu mồm mép không phải láo lỉnh ánh sáng à, làm sao hiện tại nói đều nói không tròn. Mặc kệ như thế nào, dứt lời không ngờ từng nói đi ra, chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ túc một chút. Hứa nguyên lại tại lúc này chậm rãi thu hồi ánh mắt, mở ra ở trong tay mật hàm, thuận miệng hỏi. Hồi lâu không thấy, làm sao trở nên nhát gan như vậy? Chu sâm lập tức bồi tiếu nói ra, chỉ là có chút ngoài ý muốn công tử ngài đối chu mỗ tín nhiệm. Hắn cũng không phải nhát gan, làm tông sư cường giả hắn đã có thể bễ nghĩa thiên hạ tuyệt đại bộ phận người nhưng tiến vào hắc lân vệ về sau hắn mới chính thức ý thức được tam công tử trong tay kia một lời định người sinh tử quyền lực trí cao như thế thân phận chênh lệch hắn tự nhiên không còn dám sái bảo vừa nghĩ chu sâm trịnh trọng cúi người hành lễ vừa rồi mạo phạm mong rằng công tử thứ tội có cái gì mạo phạm hứa nguyên thanh âm mỉm cười mang theo một vòng trêu chọc từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu ngươi không phải vẫn luôn dạng này à bởi vì sợi cỏ xuất thân trải qua chu sâm chu đại tông sư rèn luyện ra rất mạnh năng lực nhưng cũng sáng tạo ra hắn những cái kia rách giới quen thuộc trước theo sau đó cung lại tốc độ ánh sáng trượt quỷ chu sâm xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh nhìn xem hứa nguyên trong tay mật hàm lặng yên nói sang chuyện khác công tử nói đúng lắm bất quá ngài tới nơi đây phải có chuyện quan trọng à nếu là muốn biết tin tức gì chu mỗ nên có thể giúp đỡ một chút hứa nguyên không có ứng thanh mà là lẳng lặng xem trong tay mật hàm Chu Sâm thấy thế đành phải trông mong quỳ chờ. Non nửa khắc sau, Hứa Nguyên mới cau mày đem ánh mắt quang tại Chu Đại Tông sư trên thân. Ngươi bây giờ là Hắc Lân vệ trấn Tây phủ Ti Ti, Ti trưởng. Chu Sâm đôi mắt lấp lóe một cái chớp mắt, nhẹ gật đầu. Đúng. Hứa Nguyên tiện tay đem phong thư đốt đi, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn cũng không có ở trên đây nhìn thấy vật mình muốn. Hỏi. Bên này tình báo quan trọng cũng chỉ có những này. Chu Sâm hơi chần chờ, nhẹ giọng hỏi. Công tử, ngài muốn cái gì phương diện? Phong thư có thể bao quát nội dung có hạn, Mộc Thanh đại nhân chỉ là tập hợp trọng đại nhất tình báo, khả năng có chỗ bỏ sót. Mộc Thanh, Hắc Lân vệ tại Tây Trạch Châu tổng tư cục trưởng, Chu Sâm người lãnh đạo trực tiếp. Hứa Nguyên hơi ngửa ra sau tựa vào trên giường êm, cau mày, nỉ non nói, trọng đại như thế sự tình không có khả năng bỏ sót, Hắc Lân vệ vậy mà đều không có thu được bất luận cái gì tiếng gió à. Chu Sâm thử thăm dò hỏi, công tử ngài không ngại cùng Chu Mỗ nói một chút. Hứa Nguyên khẽ hừ một tiếng, ánh mắt yếu ớt hôm qua có vị hảo hữu nói với ta lên lý quân vũ đem đại mạc thần nữ bắt sống như này về sau hai người liền cùng nhau mất tích không khí bỗng nhiên yên lặng chu sâm rũ cụp lấy đôi mắt hơi trợn to đầu óc đứng máy một cái chớp mắt hàn nhớ kỹ lý quân vũ tựa hồ là trấn tây phủ quận chúa mà thần nữ thì là thát triều người vị thứ hai vương kịp phản ứng hai người thân phận chu sâm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một vòng sợ hãi như thế biến đổi lớn hắc lân vệ vậy mà chưa lấy được bất luận cái gì tiếng gió Dừng một cái chớp mắt, Chu Sâm trực tiếp đem đầu một thấp, thuộc hạ thất trách, còn xin công tử trách. Cái này không liên quan chuyện của các ngươi." Hứa Nguyên trực tiếp đánh gãy Chu Sâm lời nói. Đối với Hắc Lân vệ mà nói đây quả thật là tính trọng đại nhất thất trách, nhưng không bột đố gột nên hồ. Đại viêm quá lớn, tại tài nguyên có hạn tình huống dưới, Hắc Lân vệ bố cục phương hướng tất nhiên sẽ có chỗ nghiêng, không có khả năng cân đối chiếu cố đến mỗi cái lục địa mà Tây Trạch Châu vừa lúc chính là Hắc Lân vệ mạng lưới tình báo yếu kém nhất một cái châu phủ. Bất quá cứ như vậy cả kiện sự tình liền trở nên kỳ quái à. Hắc Lân vệ tại trấn Tây phủ mặc dù không có tài nguyên nghiêng, nhưng nói thế nào cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lý Quân Vũ sự tình bị thoát chiều người cùng trấn Tây phủ che đến như thế chặt chẽ, Mục thị thương hội thông qua trấn Tây phủ quan hệ có thể hiểu nội tình hứa nguyên đến còn có thể lý giải, có thể Mục hương nghĩa vì cái gì có thể biết được việc này. Hắn mẫu không nhận chào đón, tự thân cũng ở gia tộc trong tranh đấu luân lạc tới muốn bị ám sát tình trạng, lẽ ra là không có tư cách biết được việc này. Mà lại, tại xâm nghiêm như thế giữ bí mật đẳng cấp dưới, Mục Hương Nghĩa chỉ đơn giản như vậy nói cho hắn, vì cái gì? Tâm tư thay đổi thật nhanh, hứa nguyên đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ngược lại hỏi, Chu Tiên Sinh, các ngươi đối mục thị thương hội có điều tra à? Chu Sâm não hải nhanh chóng hiện lên tin tức tương quan, thấp giọng trả lời, đương nhiên, Mục thị thương hội làm Tây Trạch Châu lớn nhất thương hội là chúng ta trọng yếu bố cục phương hướng một trong. Trong đó mạng lưới tình báo giàn khung đã sơ bộ dựng hoàn thành nên có thể đến giúp công tử. Hứa Nguyên nhẹ gật đầu, nâng lên hai ngón tay, chậm âm thanh nói ra. Hai vấn đề. Thứ nhất, Mục Hưng Nghĩa tại Mục thị thương hội bên trong địa vị như thế nào? Hắn nói hắn không được sủng ái nhưng lại biết được trọng yếu như vậy tình báo. Thứ hai, hắn hành thương tiến về Mạc Nam tao ngộ mấy lần yêu thú triều, Mục thị thương hội nội bộ hiện tại là ai muốn hắn chết? Công tử. Tinh tế nghe xong, Chu Sâm trầm mặc một lát, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng thử thăm dò hỏi. Ngài nói tới mục hương nghĩa, thế nhưng là người của hệ thứ. Hứa nguyên. Hứa nguyên lông mày từng chút từng chút nhăn lại, thở phào thở ra một hơi. Chu tiên sinh, ngươi cảm thấy ta giống như là lại nói mục thị chi thứ. Chu Sâm há to miệng, kéo căng lấy thái dương mồ hôi lạnh, kiên trì nói ra có thể mục nhà con trai trưởng không có để cho mục hương nghĩa giả danh hứa nguyên lập tức phản ứng sau đó báo ra mục hương nghĩa mấy cái đặc thù sắc mặt trắng bệch giống như hoạn tật đã lâu thân cao sáu thước hình thể gầy gò mũi ưng môi mỏng cặp mắt đào hoa tính tình nhàn nhạt, nhạt bi quan chán đời tinh tế nghe xong chu sâm lặp đi lặp lại tại trong đầu tìm tòi tỉ mỉ nhiều lần trực tiếp sinh không thể luyến lắc đầu hắn mở bày thật vất vả nhìn thấy một lần tam công tử Đầu tiên là cử chỉ vô lễ, hiện tại ngay cả bản chức công việc cũng hỏi gì cũng không biết. Ha ha ha, xong còn bê lạc. Tại toa xe vắng lặng một cách chết chóc bên trong, một bên yên tĩnh ngồi ngay ngắn Bạch Mộ Hy bỗng nhiên vào lúc này mở miệng, thanh âm thanh lệ. Chu tiên sinh, sáng nay ra khỏi thành mục thị thương đội lĩnh đội là ai? Hứa Nguyên nghe vậy cũng tức thời ngước mắt. Đúng à, hắn hôm nay sáng sớm có thể mới cùng mục hương nghĩa đáp lấy tuấn mã rêu rào khắp nơi. Ánh mắt khóa chặt tại chu sâm trên thân, nói, Hôm nay giờ thìn, ta từng cùng hắn cùng nhau tại đội xe phía trước nhất cưỡi ngựa qua thị, các ngươi Hắc Lân vệ nên có nhãn tuyến nhìn chằm chằm à. Nhãn tuyến ngược lại là có. Bị hai đạo ánh mắt nhìn chằm chằm, Chu Sâm vô ý thức đưa tay sờ lên râu ria sồm xoàm cái cằm, nhẹ tê một tiếng, sau đó thấp giọng nói, kia mục thị thương đội lĩnh đội là một cái gọi địch đồng trưởng quỹ, là người mập mạp. Nói đến đây, Chu Sâm lườm hứa nguyên một chút, thận trọng nói ra, về phần bạn ngài cưỡi ngựa người, sáng nay ngài không phải một người cưỡi ngựa qua thì sao? Một cái chớp mắt trầm mặc. Hứa Nguyên vuốt vuốt mi tâm, rách ra nhếch miệng, thanh âm mỉm cười, nhưng mang theo một vòng tức giận. Chu Sâm, ta không biết, cũng không muốn biết ngươi bị điều nhiệm đến trấn Tây phủ sau đã làm những gì, nhưng ở cửa thành cơ bản nhất nhãn tuyến cũng làm không được, có phải hay không hơi có một chút quá mức. Nhưng có thể đây là ta tận mắt nhìn thấy à? Chu Sâm nhìn qua Hứa Nguyên, thân sắc giống như là khóc, có chút nóng nảy giải thích nói, mộc thanh đại nhân hạ lệnh nói có chuyện quan trọng giao tiếp cấm đi lại ban đêm về sau ta liền lập tức đi tới kề bên này ngồi chờ căn bản không nhìn thấy có người tại ngài song hành cùng cưỡi toa xe bên trong trở nên không yên ắng chu sâm ghi lại công tử yêu cầu truyền lại cho đế an thành tin tức về sau liền lòng mang thấp thỏm xéo đi trước khi đi vẫn không quên dứt cung kính đem xe cửa mang lên hứa nguyên buông thõng mi tâm chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí liếc qua bên cạnh bạch mộ hy mộ hy việc này ngươi thấy thế nào Bạch mộ hy đại mi duyên dáng nhíu lại, thanh âm mang theo trần chờ. Kia mục hương nghĩa khí huyết thâm hụt bất quá ngưng hồn tu vi, cho dù công pháp đặc thù cũng không có khả năng giấu giếm được kia chu tiên sinh thăm dò, nhưng chu tiên sinh lại không có lý do tại việc này bên trên lừa gạt ngài. Cho nên hoặc là mục hương nghĩa tu vi cực kỳ cao thâm đem chúng ta đều lừa rồi, hoặc là trên người hắn có dị bảo mang theo, có thể mục đích đâu? Uyng ừ, có phải hay không là hắn phát hiện công tử thân phận của ngài rồi? Ngươi cảm thấy có thể sao? Hứa Nguyên biểu lộ mang theo một vòng cổ quái, chỉ chỉ trên mặt mình mới tinh ra người mặt nạ cùng trên người cầm bào. Hắn trên người bây giờ mặc quần áo cùng mang theo ra người mặt nạ đều là cầm xin hoàng đế tuôn ra món kia tránh hồn áo cải tạo ra. Cái đồ chơi này ngay cả mẹ hắn cậu Phượng Cửu Hiên bực này tầng cấp thánh nhân cường giả đều không cách nào dùng khí cơ khóa chặt, càng đừng đề cập xuyên thấu dò xét. Khẽ khẽ lắc đầu, Hứa Nguyên một bên dùng nguyên khí người khống chế xe đuổi hướng về cửa thành phương hướng chạy tới, một bên nói khẽ: Ta nhớ lại một chút đi qua hơn nửa tháng, lớn như vậy thương đội ngoại trừ chúng ta bên ngoài, tựa hồ chỉ có kia họ địch mập mạp trưởng quỹ cùng Mục Hương Nghĩa nói thẳng nói chuyện. Bạch Mộ Hy nhìn một cái ngoài cửa sổ, thử thăm dò hỏi, chúng ta đây là muốn đi qua tìm bọn hắn. Ẩm. Ừ. Hứa Nguyên đưa tay chính là một cái cổ tay chặt không nhẹ không nặng trực tiếp đập vào tiểu bạch trên đầu, chừng nàng một chút. Phì khí quá nặng, lúc trước tại phượng gia tổ địa cứ như vậy, sự tình không rõ liền muốn động niệm đánh giết. Kết quả đây. Người ta kia hai thiên tài đối ta tướng phủ trung thành tuyệt đối, tình thế không rõ, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết. Nói, Hứa Nguyên yếu ớt thở dài, cho đến trước mắt ta từ mục hương nghĩa tên kia trên thân không nhìn thấy chút nào địch ý, chỉ có kia giống như cái gì cũng không đáng kể thiện ý nhắc nhở, cho nên tạm thời liền từ hắn đi thôi. Bạch Mộ Hi hơi chần chờ, nhưng nếu hắn cất giấu có địch ý đâu? Địch ý? Hứa Nguyên cười rách ra nhếch miệng, hai tay một đám, nói: bên ta mới không phải đã để Chu Sâm đưa tin cho đế an thành, đến lúc đó thật có xung đột. Vậy chúng ta liền trong thiên cước hạp mỗi người dựa vào thủ đoạn làm đến một trận, dù sao lấy thiên cước hạp địa hình, quân trận là triển khai không được. Dứt lời, hứa nguyên thật dài thở ra một hơi, cười nói, lấy mai hóa long tinh, ngược lại là không nghĩ tới cái này thiên cước hạp bên trong vậy mà như thế náo nhiệt. Mộ hy, ngươi lần này lại có thể nhìn thấy vị thánh nữ kia đại nhân cũng khó nói nha. Thánh nữ đại nhân. Ừm, mới mới chu sâm cho ta kia mật hàm thảo luận tô cẩn huyên mang theo thiên diễn cùng nhau đi vào thiên cước hạp bên trong đi dứt lời một bên yên tĩnh tu luyện quyển vương nghe vậy bỗng nhiên ngước mắt đen nhánh đôi mắt mang theo một chút cảnh giác hứa nguyên trực tiếp mang tính lựa chọn mắt mù đưa tay vỗ vỗ tiểu bạch eo nhỏ nhắn được rồi ngươi tránh ra ta phải ngủ một hồi bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 580. trăm tám mươi dương phía dưới đại mặc cô yên một đầu từ ngưng thạch đổ bê tông rộng lớn con đường thẳng tắp hướng về phía trước, thẳng đến tầm mắt cuối cùng. Màu đỏ cam dư huy tràn ngập tại mênh mông bát ngát hoang mạc, mặt trời lặn trước còn sót lại gió mát phất qua cát vàng, mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt, phủ lên trên mặt đất kia đã tới hồi cuối kêu giết. Vô số dị thiếu vỗ cánh xoay quanh tại bầu trời, mỏ sắc bên trong không ngừng phát ra hưng phấn mà bén nhọn minh rít gào, tại tà dương bên trong giống như châu chấu phô thiên cái địa. Nghe ở ngoài thùng xe kia càng lúc càng gần kêu thảm, ngồi ngay ngắn bổ đoàn tĩnh mịch uống trà cẩm bào thanh niên chậm rãi mở mắt ra ầm hắn động tác nhẹ nhàng chậm chạp kéo ra màn xe bên ngoài cảnh sắc lập tức đập vào mi mắt chở hàng hóa cự hình xe đuổi cấu trúc tại hơn 10 trượng phía ngoài đuôi tương liên cấu trúc lên lớp kín chống cự ngoại địch lâm thời tường thành bất quá giờ phút này nó đã phá bởi vì kia khiến đại mạc mỗi một cái thương đội đều nghe tin đã sợ mất mật mạc trùng chiều to lớn chân đốt trùng không giáp ngừng mà từ xe đuổi qua phương cùng đục xuyên chỗ thủng chen trúc mà vào rác hút bên trong không ngừng phát ra giận người chi chi âm thanh mục thị thương đội may mắn còn sống sót hộ vệ đang dùng trong tay linh nhận làm lấy cuối cùng phí công chống cự bọn hắn đều là mục thị thương hội bên trong hảo thủ nhưng côn trùng số lượng nhiều lắm giết một cái bò vào đến hai cái phảng phất vô cùng vô tận rốt cục tại một đoạn thời khác theo hộ vệ đô đầu thân thể bị một đầu màu xanh lá giáp trùng lưỡi đao chân chỗ xuyên qua hộ vệ chỗ cấu trúc lên một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng hỏng mất tươi mới huyết nhục kích thích những này chân đốt giáp trùng nhóm thần kinh đống xác chết chảy xuống máu tươi đang quản trên đường dần dần hội tụ một đầu mạng nhện dòng suối nhỏ hướng phía hai bên cắt vàng chảy xuôi mà đi mục hương nghĩa lẳng lặng nhìn trước mắt hình tượng khóe môi mỉm cười phảng phất tuyên cổ bất biến hắn sẽ chết à hẳn là phải chết chờ tử vong phủ xuống mục hương nghĩa trong đầu suy nghĩ hoàn toàn như trước đây nhẹ nhàng bây giờ cục diện này trừ phi lại gặp được giống kia chu huynh đệ như vậy tông sư xuất thủ tương trợ. a à không, coi như hiện tại xuất thủ cũng đã chậm. Mục hương nghĩa ánh mắt quét qua kia đã hoàn toàn tàn phá vận xe hàng đuổi. Dưới chứng thương đội sụp đổ, hàng hóa 10 tổn hại 78, làm thứ nhất người phụ trách hắn cho dù về tới trong tộc cũng đại khái sẽ bị xử tử. Đang nghĩ ngợi, đông đông đông. Một trận dồn dập tiếng gõ cửa đánh gãy mục hưng nghĩa nhẹ nhàng suy nghĩ, ánh mắt vô ý thức ném đi. Bất quá lần này, Người bên ngoài không có đạt được hắn đáp ứng liền nóng nảy đem cửa xe đẩy ra. Cái này một cái toàn thân đẫm máu trung niên mập mạp, trong tay dẫn theo một thanh đã quyển nhận chế thức dày đao, màu xanh lá cùng màu đỏ chất lỏng sình sịch cơ hồ bao trùm toàn thân hắn. Địch Đại Thúc, mẫu thân lưu cho hắn duy nhất thân tín. Mục Hương Nghĩa nhìn đối phương kia luôn luôn ngây thơ chân thành trên mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, "Địch Thúc, thế nào?" Địch Đồng nhìn xem thiếu chủ cái kia như cũ phong khinh vân đạm thần sắc, yên tĩnh một cái chớp mắt trầm giọng nói ra, thiếu chủ, thiếu chủ ngài đến mau chóng rời đi. Rời đi. Mục hương nghĩa nỉ non một tiếng, nghe xe đuổi bên ngoài thảm liệt huyết tinh, thưởng thức kia chu huynh đệ tặng tên của hắn quý trà thơm, lắc đầu, không nhanh không chậm phun ra ba chữ, vô dụng. Cái kia chỉ có đắc tội. Địch đồng tựa hồ đối với câu trả lời này không chút nào ngoài ý muốn, to mọng đại thủ không tự chủ nắm thật chặt chuôi đao, cất bước tiến lên tiến lên, gọn gàng mà linh hoạt nói ra. Ta sẽ vì ngài đoạn hậu, hơn 20 cưỡi thiết vệ liều chết yểm hộ, thiếu chủ ngài nhất định có thể xông ra cái này trùng chiều. Vừa nói, hắn trực tiếp đưa tay đi tóm lấy mục hương nghĩa cổ áo, như là vớt gà con đem nó từ bồ đoàn bên trên sách lên, gánh tại trên vai liền chuẩn bị quay người đi ra toa xe. Nhận như thế mạo phạm cử động, mục hương nghĩa cũng không có phản kháng y tứ, nhưng trầm mặc một cái chớp mắt, nhưng vẫn là đối dưới thân vị này nhìn xem chính mình lớn lên đại thúc chậm âm thanh nói ra. Địch thúc, ngươi thật giống như hiểu lầm, ta không phải nói chúng ta xông không ra cái này trùng chiều, mà là trong tộc muốn giết ta người là ta vị kia phụ thân. Địch đồng to mọng thân hình đột nhiên trì trệ, trên mặt phúc hậu không tự chủ run lên, nhỏ hẹp đôi mắt bên trong để lộ ra một cỗ khó nói lên lời bất lực bi ai. Nhìn thấy một màn này, mục hương nghĩa tiếu dung vẫn như cũ, đưa tay vỗ vỗ cái này đại thúc khẽ run phía sau lưng. Có cuối cùng này thời gian, không bằng địch thúc ngươi bồi ta nói chuyện phiếm một hồi à. Địch đồng. Nương theo lấy ngoài xe kêu giết, trong xe hai người ngồi xuống lần nữa. Địch đồng trong tay lưỡi rộng rắt ra một trận đao quang trực tiếp đâm vào xe đuổi cái bệ, trên đó nhiễm màu xanh biếc máu tươi tức thời ô nhiễm tên kia quý xe thảm. Bất quá bây giờ cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Mục hương nghĩa sửa sang áo bào bên trên nếp uốn, vuốt tay áo dài là địch đồng châm bên trên một chén trà thơm, nhạt âm thanh nói ra. Chu huynh đệ đưa ta cái này trà thơm hương vị rất không tệ, linh khí dư giả, chát chát mà không khổ, cam mà không án, nghĩ đến hẳn là một loại nào đó cống trà. Địch Đồng nhìn chằm chằm chén trong tràn màu xanh nhạt nước trà, thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. "Thiếu chủ, ngươi đã biết được gia chủ hắn muốn giết ngài, vì sao hôm đó ra khỏi thành muốn cự tuyệt kia Chu công tử hảo ý? Nếu là có bọn hắn bảo hộ." Địch thúc. Mục Hương Nghĩa mỉm cười lắc đầu. "Chu huynh đệ thân phận của hắn bất phàm, tới đây Tây Mạc tất nhiên cũng là có chuyện quan trọng mang theo, bèo nước gặp nhau, quấy rầy quá lâu, ít nhiều có chút không đẹp." Nói, Mục Hương Nghĩa dừng một chút, thở phào thở ra một hơi, mà lại coi như ta nhận chuyện này, Chu huynh đệ có thể phù hộ ta nhất thời, chẳng lẽ còn có thể phù hộ ta một thế. Nắm chặt chính mình áo bào, địch đồng từng chữ nói ra, chỉ ít ngài có thể đào tẩu, ta vị kia phụ thân cũng không xuẩn. Mục hương nghĩa cho mình rót một chén, mỉm cười nói, chuyến này hắn đối ta động sát tâm, nghĩ đến đã mưu đổ đã lâu. Ẩm, ừ. địch đồng đột nhiên một quyền đập vào bàn phía trên, chén trong chản nước trà tung tóe vẩy, cắn răng, có thể ngài không tranh không đoạt, vì sao gia chủ hắn nhất định phải thiếu chủ ngài tính mạng." Địch Đồng dùng khăn gấm lau đi trà án nước đọng, cười nói ra, "Trà này có thể rất đắt, không muốn lãng phí." Nói, Mục Hương Nghĩa ánh mắt thanh u nhìn phía Mạc Nam đều hạt phủ phương hướng, "Phụ thân muốn nguyên nhân giết ta kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ cần tồn tại ở thế gian, đối với hắn mà nói chính là khó mà rửa sạch xỉ nhục." Địch Đồng đôi mắt hơi trợn to. Mục Hương Nghĩa mỉm cười, một lần nữa cho Địch Đồng thêm đầy, ngữ khí yếu ớt, "Nhưng nếu muốn giết ta, rõ ràng chỉ cần một câu ta liền sẽ tự sát, vì sao muốn liên lụy nhiều như vậy vô tội sinh linh. Dứt lời, hắn khe khẽ lắc đầu, quá lớn phí khổ tâm. Địch đồng nhìn trước mắt thiếu chủ, cầm lấy trước mắt chén chén nhỏ đem bên trong trà thơm giận dữ uống một hơi cạn sạch, há to miệng đang muốn nói chuyện lúc. Vụt, thời gian phảng phất đứng im, nương theo lấy đầy trời mảnh gỗ vụn, một cái bén nhọn chảo khí phá vỡ xe đuổi trận văn, đâm xuyên qua huyền quy mộc phòng hộ, lại không có dấu hiệu nào đánh gãy địch đồng kia to mọng đầu phốc phốc ngồi quy chân trước mặt không đầu thi thể như là một tòa thác nước từ chỗ cổ phun ra ngoài máu tươi tức thời tung tóe mục hương nghĩa một thân Lốm đốm lấm tấm khác đỏ bừng nhìn trước mắt bỗng nhiên phát sinh biến cố mục hương nghĩa ánh mắt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào liếc qua trong tay kia nhuộm dần địch thúc máu tươi trà thơm nhấc chén khẽ nhấp một cái cảm thụ được vị giác ở giữa kia máu tươi ngọt mục hương nghĩa bỗng nhiên phát giác thân thể của mình không hiểu có chút hưng phấn tiếp theo một cái chớp mắt ầm ầm khổng lồ chân đốt giáp trùng xé rách xe đuổi nhấc lên kình lực trực tiếp đem mục hương nghĩa quang bay đi ra ngoài tại khắp nơi trên đất máu tươi trên cát vàng lan ra ngoài hơn 10 trượng mới khó khăn lắm ngừng lại chịu đựng trong đầu đầu váng mắt hoa mục hương nghĩa hơi có vẻ chật vật từ trên mặt đất chống lên thân thể vỗ vỗ trên thân bụi đất đưa mắt lạnh nhạt nhìn qua bốn phía hộ vệ cùng trùng chiều chiến đấu tại lúc này đã biến thành đồ sát giáp trùng sắc bén chân đốt đâm rách hộ vệ cùng tùy hành phàm nhân ra thịt đem bọn hắn thân thể xuyên thủng dùng sức kéo một phát liền chia làm hai mảnh. Chân cụt tay đứt, huyết nhục bay lên, Giác hút xé thịt nhấm nuốt âm thanh làm cho người không rét mà run. Nhìn xem thảm trạng, Mục hương Nghĩa an tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi tử vong, như này chút mạc giáp trùng cùng liều chết chống cự thương đội bọn hộ vệ lại đều không hẹn mà cùng không nhìn hắn. Mười mấy con mang theo tanh hôi to lớn giáp trùng huy sái lấy hơn 10 đầu lưỡi đao chân từ bên cạnh hắn lướt qua, nhưng lại không một chỉ công kích hắn. Nhìn thấy một màn này, Mục hương Nghĩa trong mắt nhìn thoáng qua bàn tay của mình, nhẹ nhàng thở dài. Lại là dạng này. Xem ra, hôm nay lại không chết được. Bất quá không quan trọng. Nơi đây khoảng cách Mạc Nam đều hạt phủ gần nhất cự thành cũng có mấy trăm dặm khoảng cách. Bằng tình trạng cơ thể của hắn hẳn là đi không đến bên kia liền sẽ chết tại cái này trong hoang mạc. Suy nghĩ chớp động, Mục Hưng Nghĩa không nhanh không chậm hướng phía bị tập kích đội xe bên ngoài đi đến, nhưng đi đến một nửa. Bước chân hắn hơi dừng lại, quan sát kia thiên cước hạp phương hướng, trong đôi mắt bộc lộ một vòng suy tư. Đã phải chết, kia tại trước khi chết liền lại đi thiên cước hạp gặp một lần hoàn mà a à. dùng nguyên khí hút tới một phần lương khô cùng túi nước mục hương nghĩa liền ngược lại hướng phía thiên cước hạp phương hướng đi đến hoàng hôn như gấm tà dương như máu đầy trời xoay dị quanh thứ phá đất mà lên vô số giáp trùng máu tanh đổ sát cùng kia phảng phất người ngoài của cẩm bào thanh niên hết thảy quỷ dị mà hài hòa bất quá phần này hài hòa chỉ kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ bởi vì một tên trần trụi đùi cùng bằng phẳng bụng dưới tây vực nữ tử không có dấu hiệu nào ngăn tại mục hương nghĩa tiến lên trên đường nàng nhìn xem hắn ánh mắt lạnh lùng hắn cũng nhìn xem nàng đối phương khuôn mặt bởi vì lụa mỏng thấy không rõ tây vực nữ tử để trần đủ ở giữa chân đạp cát vàng một bên hướng phía mục hương nghĩa đi đến một bên từ bên hông gỡ xuống một bộ vòng lưỡi đao đối mặt một cái chớp mắt mục hương nghĩa tiện tay đem vừa nhặt được lương khô cùng túi nước nhét vào trên mặt đất sau đó lẳng lặng nhắm mắt hai người không nói lời nào. Phốc phốc, trong yên tĩnh, một tiếng lưỡi dao vào thịt thanh âm nhu hòa vang lên. Cảm nhận được trên mặt ấm áp chất lỏng, Mục Hương Nghĩa khóe môi khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Là hắn biết, vị kia phụ thân sẽ không phiền như vậy cấp thấp bỏ sót. Muốn mở mắt lại lần nữa nhìn một chút kia tà dương hạ hoàng thiên, nhưng vừa mới mở mắt, Mục Hương Nghĩa lại thấy được kia bị giáp trùng lưỡi đao chân xuyên thủng tây vực nữ nhân. Kia là một cây rất dài rất dài tinh tế chân lưỡi đao. Từ trong đất cát xuyên ra, từ đuôi đến đầu từ bờ mông đâm vào từ cánh tay đâm ra trực tiếp quán xuyên tây vực nữ nhân toàn bộ thân thể đem nó chọn ở giữa không trung máu tươi dọc theo chân lưỡi đao chảy xuôi đến mặt đất mà thụ này chí mạng xuyên qua tổn thương tây vực nữ nhân cũng không có chết đi như thế nàng trừng mắt mắt muốn phản kháng nhưng sau một khắc lại là một cây thon dài chân lưỡi đao không có dấu hiệu nào từ các đất phía dưới xuyên thấu mà ra trực tiếp quán xuyên mi tâm của nàng theo tây vực nữ nhân chết đi toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động Khỏa hạt tròn hạt nhỏ vụn cắt vàng nhảy khí lại rơi xuống, thẳng đến đạt tới cái nào đó điểm tới hạn. Ầm ầm, cắt vàng nhăn lại, đầy trời bay lên, phảng phất địa long xoay người, một đầu chừng cao trăm trượng to lớn chân đốt giáp trùng xuất hiện ở trên mặt đất. Tắm rửa lấy lặn về tây tà dương, cát bụi từ hắn thân thể khổng lồ từng tia từng sợi xót xuống, trăm trượng chân lưỡi đao đâm vào cát vàng, chống đỡ lấy hắn khổng lồ thân hình, phảng phất kình thiên cự thú tuyên cổ trường tồn. Ngước mắt nhìn qua trước mắt côn trùng, Mục Hương Nghĩa bình thản ánh mắt thấy được hắn phần bụng nếp uốn, cũng nhìn thấy kia dần dần hiện ra hình người đầu lâu. Cái này một cái chớp mắt, Mục Hương Nghĩa kia lạnh nhạt cặp mắt đào hoa bên trong đột nhiên lóe lên một vòng thoải mái. Hắn rốt cuộc biết kia phụ thân nhất định phải làm cho hắn chết cùng vì sao mẫu thân không muốn nói lên hắn cha đẻ. Ông, nương theo lấy một trận tiếng xe gió, một đạo màu nâu đen xoắn ốc cốt thứ không trở ngại chút nào quán xuyên một cái cao mười trượng to lớn giáp trùng, trong nháy mắt dành thời gian trong đó sinh cơ. Giáp trùng sau khi chết, còn sót lại đầu dây thần kinh trực tiếp để dài nhỏ chân đốt tức thời cuộn mình thành một đoàn. Lường kia buồn nôn côn trùng một chút, hứa nguyên vỗ vỗ chính mình trên quần áo nhuộm dần cắt bụi, đối một bên tiểu bạch hơi có vẻ ghét bỏ nói ra. Không phải, ngươi lúc tu luyện liền không thể cảnh giác bốn phía một cái à. Bạch mộ hy chậm rãi mở mắt ra, cười nhẹ nhàng nói ra. Công tử, ta có nhìn xem đây, chỉ là ngươi xuất thủ quá nhanh. Hứa nguyên trợn trắng mắt, hơi có vẻ im lặng, nhìn xem, côn trùng đều tiến vào nhìn khoảng cách còn không xuất thủ. Bạch Mộ Hy cười chừng mắt nhìn, cái này thiên cực hạp bên trong khắp nơi đều là loại này côn trùng, tiến vào nhìn phạm vi liền xuất thủ, căn bản giết không nổi. Hứa Nguyên thở dài, không có lại nói tiếp, yên lặng hướng trước mắt đóng lửa bên trong ném đi dễ củi lửa, tóe lên một mảnh hỏa tinh. Giờ phút này hai người đang ở tại thiên cước hạp bên trong một chỗ hẹp trong cốc, dốc đứng vách đá trông không đến cuối cùng, trời chiều chưa chìm, nhưng trong cốc đã hoàn toàn lâm vào hắc ám đi vào cái này thiên cước hạp bên trong hai đầu xương hứa nguyên bỗng nhiên có chút hoài niệm ban đầu ở vạn hưng sơn mạch sinh hoạt mặc dù đồng dạng không có ý gì nhưng ít ra trong vạn hưng sơn mạch chính mình mỗi ngày còn có thể chuẩn bị yêu thú tạm an ủi bản thân mà thiên cước hạp bên trong ngoại trừ côn trùng bên ngoài cũng chỉ có côn trùng cũng không phải nói không thể ăn tây mạc bên này xác thực có ăn yêu trùng tập tục chỉ cần xử lý thỏa đáng cho dù là độc trùng cũng là có thể nhập món ăn cắn lên đi giòn chất thịt tươi non có nhai kình nhưng vấn đề là kia là xử lý qua sau hứa nguyên chỉ là nhìn xem những này to lớn giáp trùng trên đầu kia to lớn mà dày đặc mắt kép liền thẳng phạm buồn nôn càng đừng đề cập làm đồ ăn nhập xạ dày nhân loại đối chân đốt loại côn trùng e ngại quả nhiên là sâu tận xương tủy mà thiên cước hạp ban ngày cùng đêm tối hoàn toàn là hai thế giới ban ngày khắp nơi đều là gió êm sóng lặng một khi vào đêm sau khắp nơi đều là côn trùng bò tất tiếng sột soạt tốt thanh âm đừng nói nhìn chỉ là nghe đều để người buồn nôn hơn nửa tháng thời gian hứa nguyên đã có chút không kềm được nhìn xem tự bế châm củi lửa công tử bạch mộ hy cũng triệt để tán đi công pháp mất máy môi đôi mắt đẹp quét qua mấy chục mai lớn chừng bàn tay ly hỏa đoàn trên không trung ngưng tụ mà thành đầu ngón tay vung lên hỏa đoàn hướng phía bốn phương tám hướng trong bóng tối kích xạ mà đi nương theo lấy giáp trùng nhóm một trận thống khổ kít minh quanh mình hết thảy liền tạm thời về khôi phục yên lặng hứa nguyên lườm tiểu bạch một chút bạch mộ hy lấy lòng chớp chớp đôi mắt đẹp hứa nguyên trợn trắng mắt tiếp tục châm củi lửa. A, à, nhắc nhở về sau hảo ý là giá rẻ nhất. Tưởng niệm quấn ngực công chúa ngày đầu tiên. Trầm mặc đại khái tiếp tục gần nửa canh giờ, một đạo mặc y bóng hình xinh đẹp động tác nhu hòa rơi vào đống lửa bên cạnh. Hứa Nguyên nhìn về phía một ngày mệt nhọc tầm bảo cơ, cười hỏi, thế nào, hôm nay có phát hiện à? Nhiễm thanh mặc chậm rãi ngồi vào hứa Nguyên bên người, nhẹ giọng nói ra, xế chiều hôm nay, ta ở đây đi hướng bắc 100 dặm địa phương thấy được một tòa trang viên. Trang viên, Hứa Nguyên nhíu mày. Nhiễm Thanh Mặc nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, "Ừm, bên trong có người tỉ tỉ nghĩ mời ta đi vào nghỉ ngơi, bất quá ta cự tuyệt." Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 581. Nghe được Nhiễm Thanh Mặc miêu tả, Hứa Nguyên không tự giác có chút nhíu nhíu mày lại, liếc qua bốn phía đã triệt để lâm vào hắc ám hạp uyên chi địa. Nữ nhân, tại loại này côn trùng khắp nơi trên đất địa phương xây trang viên. Liền cái này nửa tháng trải qua đến xem, nơi đây hẹp cốc mặc dù nguy hiểm nhưng cũng phải nhìn đối với người nào mà nói, tông sư tu vi đi lên người liền sẽ không gặp phải nguy hiểm tính mạng, nhưng lại sẽ cực kỳ phiền phức. Những này trùng yêu đại não kết cấu tựa hồ cùng yêu thú có chút khác biệt. Tại ngoại giới, cho dù là cấp thấp nhất yêu thú cũng hiểu được xu lợi tránh hại, mà những này yêu trùng hoàn toàn thì không có đầu óc, trông thấy vật sống cũng chỉ nghĩ đến vào trong bụng là an. Ở tại nơi này hẹp trong cốc, dù là mạnh như thánh nhân, chỗ ở như bị những cái kia côn trùng bài tiết đặc thù tin tức tố lưu lại vết tích mỗi ngày cũng phải phân ra tâm thần đến xử lý những này đột kích yêu trùng chiều, căn bản không có cách nào tĩnh tâm ẩn cư. Cảm giác cổ quái ở trong lòng lan tràn, hứa nguyên cao mày, thấp giọng hỏi, nữ nhân kia nhưng có chỗ đặc thù gì? Không biết. Nhiễm thanh mặc trả lời gọn gàng mà linh hoạt, nói, ta bình thường không dụng ý hồn dò xét người khác. Suy nghĩ bị đánh gãy, hứa nguyên nhìn vẻ mặt ba không đại băng đà tử, bất đắc dĩ cười cười. Đến, kém chút đem cái này gốc dạ đem quên đi so với hắn cái này thích tùy ý dùng linh thị dò xét người khác tiền xu đại băng đà tử thế nhưng là chính cống thủ tự phái tại không có trở mặt thời điểm cho dù là đối mặt cấp thấp nhất tu giả nàng cũng sẽ không đi tùy ý dò xét người khác bất quá cứ như vậy hẳn là không có càng nhiều tin tức hơn hơi suy nghĩ về sau hứa nguyên thấp giọng hỏi vậy ngươi cảm thấy nếu là chúng ta cùng nhau tiến đến bái phòng vị nữ tử kia sẽ lấy thái độ gì đối với chúng ta bình thường ẩn cư người thích thanh nhàn bèo nước gặp nhau chưa đãi một phen còn thuộc giai thoại cự tuyệt về sau lại mang theo người khác tiến đến quấy giày nhiều ít có vẻ hơi vô lễ nhưng cái này dù sao cũng là nửa tháng đến nay nhà hắn tầm bảo cơ duy nhất phát hiện nhất định phải nghĩ biện pháp đi qua nhìn một chút nhiễm thanh mặc đôi mắt đẹp lấp lóe hỏi ngươi muốn đi qua gặp nàng hứa nguyên ăn ngay nói thật ngữ khí mang theo một vòng bất đắc dĩ chúng ta tới này đã nửa tháng có thừa muốn đi qua nhìn xem có cái gì manh mối nhiễm thanh mặc nghiêm túc nghĩ nghĩ trả lời hẳn là có thể chứ vị tỷ tỷ kia tựa hồ rất hiếu khách ta tại trang viên kia bên trong còn gặp được cái khác khách nhân đây nhiễm thanh mặc dừng một chút thử thăm dò nói ra nếu không ta bây giờ đi qua hỏi một chút vậy tỷ tỷ hôm sau buổi trưa cái này đại mạc có chút khác thường trời mưa dày đặc nước mưa từ chật hẹp cốc đỉnh rơi vào hạp uyên thiên cước hạp nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính là một chỗ tuyệt địa chỉ ít tuyệt đại bộ phận vị trí không tính bởi vì nó hàng vượt ngang diện tích quá lớn có chút cùng loại với hướng nguyên kiếp trước kia ngang qua Đông Phi khe nứt lớn. Mặc dù đại bộ phận địa khu đều là khô cạn đất vàng, nhưng trong đó cũng không thiếu thung lũng dòng sông cùng ốc đảo, thậm chí một chút bằng phẳng địa vực còn sinh trưởng có đặc biệt mậu lâm. Tại những hoàn cảnh kia thích hợp địa giới, thậm chí tồn tại một chút so đại viêm còn cổ lão viên đạn tiểu quốc. Nhưng vấn đề là chỗ này hẹp hạp rõ ràng không ở tại bên trong. Phiến khu vực này là một mảnh chính cống tuyệt địa, mang không bờ bến cát vàng cùng vô số các loại yêu trùng trực tiếp đem đất này giới biến thành một chỗ tử vong cốc. Đừng nói người, ngay cả cái da dáng động vật có vú đều bị đám kia đại trùng tử an tuyệt. Nhưng giờ phút này, tại một chỗ cao điểm nhìn xuống dưới, mượn ngày mưa rầm ám trầm tia sáng, Hứa Nguyên nhìn thấy cách đó không xa kia một bọn nhân loại làng xóm. Kia là một chỗ lấy một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu trang viên làm trung tâm tạo dựng lên thôn xóm. Thôn xóm cũng không lớn, trong thôn người không nhiều, ánh mắt đảo qua có thể nhìn thấy có 20 cái thôn hán chính bốc lên mưa phùn tại thôn ngoại vi đất vàng bên trên trồng lấy một chút đặc hữu hình dạng cổ quái cây nông nghiệp. Cái này khiến hứa nguyên đầu óc có chút không rõ các loại. Thôn này chính là nhiễm thanh mặc nói trang viên. Bất quá nghĩ lại, đại băng đà tử nói hình như cũng không sai, đại viêm cảnh nội trang viên chính là như vậy. Lấy một hộ địa chủ nhà viện làm trung tâm, bên ngoài mấy chục nông hộ canh tác cung cấp nuôi dưỡng, xưng đất bảo, cũng xưng trang viên nhưng ở trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng yêu trùng thung lũng xuất hiện như thế một chỗ trang viên có phải hay không cái nào xảy ra vấn đề chơi liêu trai đúng không cũng không biết trang viên kia bên trong có hay không nữ quỷ a à không đại viêm âm quỷ không có trí thông minh có cũng có thể chỉ là nữ yêu tinh cười nhẹ đem những ý niệm này ném ra não bên ngoài trở lại chuyện chính hứa nguyên cảm thấy nữ nhân kia hẳn là một cái ẩn cư người dù sao lấy nhiễm thanh mặc phúc nguyên khí vận động phải cái ẩn cư đại lão cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự tình phù hộ nhóm này nông hộ bách tính có lẽ là người ta một loại nào đó dở hơi mang theo vài phần như có như không bất an hứa nguyên thở vào một ngụm chọc khí vận chuyển công pháp bỗng nhiên trực tiếp thả người nhảy lên cùng bên người hai nữ mấy cái lên xuống ở giữa liền tại không có kinh động bất luận kẻ nào nhà rơi đến thôn lạc kia chính giữa trạch cửa phủ so với đại viêm cảnh nội những cái kia vọng tộc đại viện Trước mắt tòa này dinh thự càng cùng loại với ở nông thôn địa chủ lão tài nhà cái chủng loại kia phủ viện. Tam giai nhập môn giai, cũng không hộ vệ chấp viện, hai ngồi sổm sinh động như thật thạch sư hộ cửa, đàn mộc cửa sân, trên cửa không đinh, duy đưa hai cái gõ cửa vòng đồng. Duy nhất khiến Hứa Nguyên chú ý chính là, kia treo trên cao trên cửa viện bảng hiệu là bỏ trống, không có viết bất luận cái gì chữ viết. Tí tách nước mưa như là cắt đứt quan hệ chân châu dọc theo vành lên sừng mái hiên rơi xuống. Đứng thẳng một cái chớp mắt, hứa nguyên chậm rãi đi đến bậc thang kéo động vòng cửa gõ cửa nhẹ chụp ba tiếng thỉnh thoảng nặng nề đàn mộc cửa liền theo một tiếng cành kẹt chậm rãi từ trong mở ra một tên to con hán tử ánh vào tầm mắt màu đồng cổ da thịt góc cạnh rõ ràng khuôn mặt cùng một thân gia đình kiểu dáng trường sam cường trang hán tử nhìn thấy ngoài cửa lạ lẫm ba người trong mắt rõ ràng sừng sốt một cái chớp mắt lập tức ý thức được cái gì nói tiên sinh ngài chính là phu nhân nói tới quý khách à phu nhân đã bàn giao ta mời đi theo ta dứt lời hắn trực tiếp tránh ra thân vị bên cạnh tay ra hiệu ba người đi vào liền xoay người hướng về trong nội viện đi đến nói nhỏ một câu làm phiền hứa nguyên liền đi theo phía sau đối phương ánh mắt thô sơ giản lược quét mắt một vòng tên tráng hán này không có tu vi trên tay có vết chai nhưng hẳn là lao động bố trí tựa hồ là cái nông hộ nhưng để cho người ta cảm thấy kỳ quái là tên tráng hán này gia đình trường sam ngực cùng phía sau chữ vòng bên trong vẫn như cũ như là ngoài viện bảng hiệu bình thường là trống không cái này ẩn thế người không nghĩ thấu lộ dòng họ à bởi vì mới tới chợt thăm hứa nguyên cũng không có đem nghi vấn trong lòng hỏi ra phủ đệ là loại kia đại hộ nhân gia đánh dấu bốn nhà viện đi qua hai nơi trung đình dọc theo một đầu thủy tạ hành lang đi ra mười mấy bước phủ đệ chính sảnh liền ánh và hứa nguyên tầm mắt mà một đạo dịu dàng giọng nữ cũng vừa lúc từ cái này trong chính sảnh chuyển đến thiếp thân thân thể khó chịu, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tiên sinh bỏ qua cho. Nghe vậy, hứa nguyên lập tức thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngày mưa dầm tia sáng rất tối, chính sảnh bên trong chỉ có rộng mở chỗ cửa lớn rót vào một chút ánh sáng nhạt có thể thấy được một tên phụ nhân đứng tại trong thính đường. Kia là một vị dáng người mỹ lệ nữ nhân, đường cong xinh đẹp đẫy đà, nhưng chỉ mặc một thân áo vải áo, chỉ là khuôn mặt bị trong phòng bóng tối bao trùm nhì không rõ ràng bất quá chỉ xem hắn dáng người cùng thanh âm liền có thể đại khái đoán ra nữ nhân dung mạo xác nhận bất phàm. Mà như vậy một màn, để hứa nguyên bước chân vô ý thức dừng lại một cái chớp mắt. Hắn hiện tại cũng không phải lúc trước tướng phủ cống thoát nước cường giả, dung thân tu vi không có bất kỳ cái gì tia sáng đều có thể thấy vật, mà giờ khác này nhưng không nhìn thấy nữ nhân kia tướng mạo. Hơi do dự, hứa nguyên còn chưa sử dụng linh thị tiến hành dò xét. Đã đối phương như thế, nghĩ đến là không muốn bộc lộ chân dung. Không gì hơn cái này cẩn thận, là thân phận có vấn đề sợ để lộ tin tức làm cho người truy sát trầm mặc một cái chớp mắt hứa nguyên dưới chân tiếp tục cởi mở cười nói phu nhân không chê ta quấy dày đã là chúng ta chuyện may mắn vừa đi hứa nguyên vừa hướng bên cạnh hai nữ ý hồn truyền âm nữ nhân này thân phận hẳn là có chút vấn đề một hồi nói chuyện cẩn thận một chút không muốn chạm đối phương rủi ro bạch mộ hy cùng nhiễm thanh mặc hai người nghe vậy về sau đều là hơi có vẻ không hiểu lường hứa nguyên một chút nhưng vẫn là yên lặng đem lời này ghi tạc trong lòng nương theo lấy hành lang bên ngoài kia tí tách tí tách mưa phùn hứa nguyên ba người rất nhanh liền chậm rãi đi vào kia trong chính sảnh mà kia dẫn đường tráng hán thì tại phụ nhân xuất hiện thời điểm liền đã cáo lui phụ nhân chưa đãi ba người ngồi xuống nhẹ nhàng phất tay liền đốt sáng lên chính sảnh treo tường bên trên dầu lửa đèn trong lúc nhất thời vàng ấm ánh lửa tức thời đem trong phòng lờ mờ đều xua tan nhưng hứa nguyên vẫn như cũ nhìn không ra thanh phụ nhân tướng mạo bất quá hắn lại là chú ý tới đối phương bị áo vải áo bao phủ bụng dưới đã có chút hở ra Tựa hồ đã đang có mang. Phụ nhân đang chưa đãi ba người ngồi xuống về sau, liền tự mình đi phòng khách chính xí trong phòng lấy chút nước trà đặt bàn vuông phía trên, ôn nhu nói ra, hương giã trà thô, nhưng cũng có khác mấy phần phong vị, tiên sinh có thể nếm thử. Phụ nhân tựa hồ cũng nhìn ra mặc dù hứa nguyên tu vi thấp nhất, nhưng trong ba người rõ ràng lấy hắn làm chủ. Chủ khách ngồi xuống, đình viện rất là thanh tịnh, nương theo lấy viện lạc bên ngoài kia thanh lãnh mưa phùn, giống như tiến vào giang nam vùng sông nước làm phiền phu nhân tự mình châm trà. Lễ phép trả lời một câu, hứa nguyên bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, đôi mắt hơi trợn to, khổ mà quay về cam, đây là tuệ trà. Không đúng, hẳn là tinh kiều một loại. Khuôn mặt bao phủ trong bóng đêm phụ nhân phát ra một trận ôn nhu cười khẽ, tiên sinh vẫn là trà đạo hảo thủ. Uống hơn nhiều, luôn có thể nhận ra một chút. Hứa nguyên lắc đầu, ngồi ngay ngắn cái ghế, nhẹ giọng hỏi. Cái này tinh kiều trà thế nhưng là bên ngoài dụng cạn trồng trọt. Hạp Uyên bên trong cũng chỉ có thể loại chút loại này thu hoạch. Dạng này A à, Phu Nhân thật sự là thiện nhân tâm địa. Cái gì? Không mặt phụ nhân không biết nói ý. Dụng cạn đều loại tinh trà, nơi đây lại không buôn bán lữ trải qua, trang bên ngoài nông hộ chỗ hao tổn thóc gạo chỉ có thể là phu nhân ngài tự mình ra ngoài chọn mua mà tới. Không mặt phụ nhân trầm mặc một chút, khe khẽ lắc đầu, thanh âm thấp nhu, cũng không hoàn toàn là. Ồ, hứa nguyên nhíu mày, nhìn qua đối phương kia đen tối một mảnh gương mặt không mặt phụ nhân không có trả lời vấn đề này. Hứa Nguyên thấy thế cũng liền trực tiếp nhảy qua cái đề tài này, cười nói, mặc kệ như thế nào, cũng đều là phu nhân ngài cứu được bọn hắn. Chạy nạn dòng người rơi đến tận đây, thiếp thân chỉ là không cách nào thấy chết không cứu mà thôi, dân ra liền thành như bây giờ. Không mặt phụ nhân thanh âm mang theo một vòng thanh u chi ý, tựa hồ đang cười. Mà lại, một người thanh tịnh lâu trung quy là tịch mịch. Dứt lời, không mặt phụ nhân liếc nhìn một vòng ba người, thấp giọng nói ra còn chưa hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào hứa nguyên dừng một cái chớp mắt cười nói ra chu quân khánh hai cái vị này là ảnh nhi cùng thường hy không mặt phụ nhân nghe vậy cười khanh khách nói nửa mở một câu trò đùa tiên sinh hai vị hồng nhan đúng thật là chim xa cá lặn nghe nói như thế hứa nguyên chưa có phản ứng bạch mộ hy cùng nhiễm thanh mặc trong mắt đồng thời lóe lên một vòng cảnh giác các nàng hai người đều mang theo mạng che mặt đối phương lại có thể tại không kinh nhiễu tình huống của các nàng hạ dò xét các nàng chân dung không mặt phụ nhân tựa hồ cũng nhìn ra điểm này vội vàng áy náy nói ra thật có lỗi thiếp thân cũng không phải là cố ý sở tu chi đạo có chút đặc thù che lấp khuôn mặt đồ vật cơ bản đối thiếp thân vô dụng hứa nguyên phụ nhân này lời này là cố ý tại điểm hắn không đúng không có khả năng nhà hắn kiếm thánh đều không có thủ đoạn này tùy tiện đụng phải cái ẩn cư người phụ nữ có thai liền có thể khám phá kia hứa nguyên không bằng tin tưởng mình uống nước bị sặc chết hứa nguyên lên tiếng phá vỡ phần này yên lặng vỗ vỗ bên cạnh hai nữ. Phu nhân không cần để ý, như thuận tiện, có thể hay không cáo chi phu nhân ngài xưng hô như thế nào. Không mặt phụ nhân hơi trầm mặc, nhẹ giọng nói ra, tiên sinh có thể gọi thiếp thân là hoàn. Hoàn, ừm, một chữ độc nhất một cái hoàn. Cổ quái danh tự, bất quá hứa nguyên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, nhà mình hắc ngục bên trong nhưng còn có một cái gọi song Yander lão bà. Tại lẫn nhau giới thiệu về sau, phòng thanh âm vách trong treo dầu lửa nhẹ nhàng nhảy vọt, nhất thời không một tiếng động. Hứa Nguyên đang do dự, do dự muốn hay không mở lời hỏi manh mối. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc đại băng đà tử phú nguyên khí vận, có thể luôn có tính hai mặt, đối nhiễm thanh mặc mà nói việc này có lẽ là phúc, nhưng đối với hắn mà nói liền phải biến thành họa. Đối với hứa nguyên mà nói, trước mắt cái này gọi hoàn thiếu phụ cả người đều lộ ra một cỗ thần bí hương vị. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Nếu không, bọn hắn vẫn là chuồn mất à. Trầm mặc một cái chớp mắt, chú ý quyết định, nhưng hoàn lại trước một bước mở miệng, thanh âm của nàng rất nhẹ. Tiên sinh ngươi tới nơi đây là vì tìm mẫu dạng vật phẩm à? Hứa Nguyên vừa định ra miệng lời nói bị nghẹn lại, chân chờ một cái chớp mắt, hỏi: "Hoàn phu nhân, ngài sao lại biết?" Hoàn nghiêng đi đầu dường như liếc qua bên ngoài màn mưa, thiếp thân mấy ngày nay thường xuyên trông thấy ảnh nhi tiểu thư ở bên ngoài nhanh như tên bắn mà vụt qua, như tiên sinh muốn hỏi cái gì, thiếp thân có thể châm trước trả lời. Một phen trò chuyện, tại Hoàn phu nhân mời phía dưới, Hứa Nguyên cuối cùng vẫn là quyết định quấy giày đối phương một lát, ở chỗ này ở tạm xuống tới. Bởi vì Hoàn Phu Nhân nói, kia tiểu long nữ đã từng ẩn hiện địa điểm ngay tại kề bên này, nếu là tại phát hiện đối phương, nàng sẽ cáo trì với hắn. Dựa theo thương nguyên bên trong kịch bản, nếu không có người chơi can thiệp, đối phương cũng có thể tại táng trong long cốc tìm tới đệ đệ mình di hải Thời gian này điểm tại thương nguyên bên trong là ngẫu nhiên. Lấy bây giờ tình báo đến xem, kia tiểu long nữ hiện tại cũng đã nắm giữ một chút tin tức. Lưu tại nơi này, thử có thể hay không dùng đại băng đà tử phúc nguyên tìm vận may tiệt hồ một chút. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, tầm bảo cơ mỗi ngày đều đi sớm về trễ, tia nắng ban mai chưa đã liền dẫn theo mặc kiếm đi ra ngoài tầm bảo, vào đêm đã sâu mới trở về phòng tu luyện. Mà cùng nhiễm thanh mặc vất vả cần cù so sánh, hứa nguyên cùng bạch mộ hy sinh hoạt liền lộ ra cực kỳ nhàn tản. Tiểu bạch mỗi ngày uống tại phòng tu luyện trộm đi. Hứa nguyên thì tại trong trang viên bên ngoài đi dạo, một bên phơi nắng, một bên thưởng trà đọc sách hoàn phu nhân khuôn mặt cũng vẫn như cũ một mực bị bóng tối bao trùm. Loại này thế ngoại nhàn nhã sinh hoạt để hứa nguyên đều có chút không muốn để ý tới đại viêm trong ngoài kia một vũng lớn bực mình chuyện. Nghe hoàn phu nhân nói, trong phủ còn có một tên khách nhân khác thường ở với đây, nhưng hứa nguyên ngược lại là một mực chưa từng gặp qua. Trừ cái đó ra, trạch viện có một chỗ rất kể chuyện kho, bên trong có rất nhiều cổ quái kỳ lạ điển tịch, miêu tả đại mạc bên này phong thổ nghe đồn, rất có vài phần trí dị ký sự thú vị. Tỷ như, nghe đồn đại mạc bên trong có một đầu trùng thánh từng chịu lấy rất nhiều nơi đó bộ lạc kính ngưỡng triều bái tỷ như đầu nay trùng thánh bị đầu kia đại mạc lân lang cắn gần chết lại tỷ như đầu nay trùng thánh đã từng cùng một tên nhân loại nữ tử sinh hạ qua một tên dòng dõi trí dị cố sự viết rất không tệ có cái mũi có mắt lại là mới tinh một ngày theo nhiễm thanh mặc đi ra ngoài hứa nguyên cũng đẩy cửa phòng ra muốn đi thư phòng đào bảo mở ra nhàn nhã thoải mái dễ chịu một ngày nhưng hắn thân thể lại tại đi ra ngoài một cái chớp mắt theo bản năng cứng đờ. Hắn tại khách này trong nội viện thấy được một nữ nhân. Mặt như hoa đào, mỹ ý tự nhiên, rộng lớn tố y không che giấu được trước ngực nàng mềm mại đẫy đà. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 582, hoàn phu nhân chỗ này bốn nhà dinh thự cũng không tính quá lớn, cũng không có dư thừa giàu có không gian là khách nhân xây dựng đơn độc biệt viện, chỉ có sáu gian khách phòng đều đều tập trung ở chỗ này thiên viện thân thể yểu điệu tố y nữ tử điềm tĩnh mặt mày thanh bên trong mang mị mị mà không yêu từ thiên viện cổng vòm đi vào đạp trên mặt đất đường lát đá phẳng phất bộ bộ sinh liên hứa nguyên đẩy cửa đi ra ngoài vừa vặn đụng phải nàng ngước mắt trông lại ánh mắt cùng kia hoa đào như nước ánh mắt xen lẫn một khắc hứa nguyên phảng phất đặt mình vào lâm hải thấy được đầy trời rực rỡ anh rơi hoảng hốt bỗng nhiên tiêu tán hứa nguyên nhớ tới mới ảo giác trong lòng hơi hít vào một ngụm khí lạnh thật hung mị ý làm mị thần đạo vực người sở hữu, hắn biết rõ mới chính mình cũng không có lâm vào huyễn cảnh. Kia xuất hiện anh rơi ảo giác càng nhiều hơn chính là một loại chủ quan trên ý nghĩa lọc kính. Tựa như thường nhân gặp chính mình chỗ yêu, đại não liền sẽ vô hạn lượng tự động mỹ hóa dung nhan của đối phương. Một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bất quá tự mang mỹ nhan lọc kính đặc hiệu, hẳn là vẫn chỉ là nàng hiện tại kỹ năng bị động. Tô y nữ nhân dường như đã quen thuộc người khác nhìn chính mình ánh mắt, hơi gật đầu ra hiệu về sau liền không tiếp tục phản ứng hướng nguyên, tự mình liền hướng phía chính mình phòng nhỏ đi đến. Nhìn thấy Tô Cẩn Huyên cử động, Hứa Nguyên hơi suy nghĩ, bỗng nhiên lên tiếng gọi lại nàng. Cô nương, người tốt. Lông mày cau lại, dừng chân lại trở lại đôi mắt, Tô Cẩn Huyên thần sắc có chút lãnh đạm, nhưng vẫn như cũ không lấn át được giữa lông mày cỗ này mị ý, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên. Tiên sinh có việc. Lần này đối mặt tại có phòng bị về sau, Hứa Nguyên ngược lại là không có lại xuất hiện mới loại kia lọc kính ảo giác, cười trêu chọc nói, mỹ ý giống như tự nhiên, một chút đối mặt phảng phất vạn năm hơi không chú ý liền trầm luân trong đó cô nương thật là hảo thủ đoạn tô cần huyên không có lên tiếng âm thanh nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm hắn hứa nguyên có chút kinh ngạc hắn lời này là ca ngợi cũng là chụp nổi làm sao cũng nên có chút phản ứng mới đúng bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái tại ẩn núp trong khoảng thời gian này hẳn là có không ít người dùng qua loại thủ đoạn này tiến hành bắt chuyện thấy nhiều tự nhiên cũng liền miễn dịch suy nghĩ hiện lên hứa nguyên thanh tuyến hơi biến đổi túc mà nói ra, cô nương ngươi nên là mị hồn ma thể à. Tôi cần Huyên nhíu nhíu mày lại, như lần này ứng thanh, chán hơi hạm, nhưng vẫn như cũ lãnh đạm. Vâng, mới mạo phạm cũng không phải là bản ý, nhưng còn có sự tình. Nhìn thấy đối phương này tấm lãnh đạm phản ứng, hứa nguyên cũng không tự chủ nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, cũng liền chắp tay, nói. Nghe hoàn phu nhân nói này tạm trú bên trong còn có một tên cư khách, một mực không thấy, có chút hiếu kỳ, hôm nay gặp mặt đúng là như thế mỹ nhân hiện tại ngươi gặp được. Đã lâu không gặp tiểu mị ma giống như là một cái con nhím, lạnh nhạt trả lời một câu về sau, lễ phép tính hạ thấp người thì lễ. Tiên sinh, thân thể ta có chút khó chịu, trước hết cáo tử. Nói đi, nàng cũng mặc kệ hứa nguyên phản ứng, trực tiếp không nói một lời nghiêng đầu sang chỗ khác đẩy ra căn phòng, phịch một tiếng khép cửa phòng lại. Ánh nắng như thác nước vẩy xuống, gia nhân đã đi, hứa nguyên sử trong sân đình trệ một cái chớp mắt, bình thản ánh mắt dần dần trở nên u ám. Không đúng, tôi cần huyên trạng thái có chút không đúng cái này mị ma lấy mặt lạnh gặp người hứa nguyên cũng không cảm thấy kỳ quái nếu là quá nhiệt tình lấy nàng thể chất rất dễ dàng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết nhưng vấn đề là mới vừa cùng nàng trò chuyện thời điểm hắn dùng thế nhưng là chính mình bản âm mặt trời mới lên ở hướng đông ấm màu đỏ ánh nắng trải rộng tại cả tòa phủ đệ mà nội thất trong hậu đường vẫn như cũ như là ngày mưa rầm lờ mờ một chương bàn bát tiên đặt đường bên trong bên cạnh mấy chương ghế vuông mang theo vài phần cổ pháp cổ xưa một tên thân mang vải thô áo gai yểu điệu thiếu phụ ngồi tại trên đó từng tia từng sợi màu máu đường vân từ dưới chân của nàng kéo dài mà ra như giống mạng nhện bò đầy cả gian nội thất lúc sáng lúc tối vặn vẹo mà huyền diệu quanh mình hết thảy đều rất yên tĩnh thiếu phụ nhẹ nhàng vuốt ve chính mình có chút hở ra bụng dưới khuôn mặt bao phủ tại hắc ám nhìn không rõ ràng nhưng thời khắc này trong mắt nên mang theo vài phần từ ái phảng phất một cái chớp mắt phảng phất vĩnh hằng một đạo nam trẻ thơ non thanh âm không có dấu hiệu nào phá vỡ trong phòng yên lặng, mang theo một vòng như có như không hưng phấn, giòn tan. Mẹ, tô tỷ tỷ trở về. Thiếu phụ vút ve bụng dưới động tác không ngừng, thanh âm dịu dàng dễ nghe. Mẹ biết, thế nào? Thanh âm non nớt mang theo một vòng ủy khuất. Ta còn tưởng rằng tô tỷ tỷ sẽ không trở về nữa nha. Thiếu phụ thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái bụng của mình, thanh âm mang theo một vòng ý cười. Tô tỷ tỷ làm sao có thể sẽ không tới, nàng trước đó cũng đã có nói rất thích ngươi hả nghe nói như thế hai đồng tựa hồ có chút vui vẻ non nớt tiếng cười nhẹ nhàng quanh quẩn ta coi là lần trước chọc giận nàng tức giận chứ tô tỷ tỷ người quả nhiên rất tốt thiếu phụ ngữ khí mang theo một vòng đương nhiên có mấy phần oán trách ai bảo ngươi cái này đồ ngốc lần trước như vậy nóng vội tô tỷ tỷ nàng khẳng định sẽ bị hù đến bất quá cái này cũng quái cái kia kỳ quái nữ nhân ai có thể biết nàng thế mà có thể không chút nào thụ chúng ta ảnh hưởng hơn nữa còn có thể mê hoặc Nhu Nhu Tô Tỉ Tỉ. A à, ta đã biết. Nam Hải nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm mang theo một phần chờ mong, "Mẹ, ta nếu như ta có thể nhịn được, lần này hẳn là có thể đem Tô Tỉ Tỉ ăn đi." "Đương nhiên có thể." Phảng Phất Qua quyết bình bình đối thoại, "Thiếu phụ đương nhiên trở lại, Tô Tỉ Tỉ như vậy thích Nhu Nhu ngươi, khẳng định là nguyện ý." Nam Đồng thanh âm mang tới vẻ hưng phấn vội vã không nhịn nổi, "Vậy hôm nay, hôm nay không được. Ngày mai ngày mai cũng không được. Thiếu phụ đánh gãy thanh âm không vội không chậm. Nam đồng có chút thất lạc, có chút không cam lòng. Mẹ ngươi không phải đều chuẩn bị xong chưa? Nói, nam đồng dường như nhớ tới cái gì, thanh âm non nớt mang tới một vòng nồng đậm chán ghét. Là bởi vì cái kia kém chút đã thương mẹ ngươi cái kia tiện nữ nhân. Thiếu phụ nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm rất là nhu hòa. Dĩ nhiên không phải, nữ nhân kia đã chạy, cũng không dám lại trở về. Nam đồng trầm mặc một lát, thanh âm bỗng nhiên lại mang theo một vòng hưng phấn cho nên mẹ ngươi là muốn cho kia hai tên mới tới tỷ tỷ và ca ca cùng một chỗ bị ta ăn hết đúng không nhu nhu nói lên ba người kia thiếu phụ thanh âm mang tới một vòng nghiêm khắc mẹ nhớ kỹ đã nói qua để ngươi không nên nói nữa loại lời này bỗng nhiên thanh âm nghiêm nghị để nam đồng rơi vào trầm mặc sau một lát mới ủy ủy khuất khuất trầm thấp lên tiếng vì cái gì a à có thể bị ta ăn hết ca ca tỷ tỷ hẳn là cũng sẽ rất vui vẻ mới đúng à trước kia những cái kia thúc thúc a à di không đều như vậy sao thiếu phụ khê khẽ thở dài vuốt ve bụng dưới lời nói thấm thía nhu nhu vị tiên sinh kia tựa hồ cùng mẹ ta là đồng loại a à, nam đồng thiếu phụ lời nói nhu hòa hỏi lần trước gặp mặt nhu nhu ngươi xem thanh vị tiên sinh kia khuôn mặt à khuôn mặt a à, ta không có ấn tượng mẹ cũng giống như nhau ta thấy không rõ vị tiên sinh kia khuôn mặt cho nên cũng không cách nào để hắn thích nhu nhu ngươi Nghe nói như thế, hai đồng ngữ điệu bên trong không có mới đương nhiên, ngữ khí có chút sợ hãi khủng hoảng. Vậy cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Mẹ ngươi bây giờ như thế suy yếu, cái này ca ca lại nguy hiểm như vậy, cùng ngày mẹ ngươi để hắn rời đi không phải tốt sao? Luôn luôn muốn thử một chút. Thiếu phụ giấu tại trong bóng tối đôi mắt mang theo một vòng như có như không tham lam cùng từ ái. Vạn nhất vị tiên sinh kia thích nhu nhu ngươi, nhu nhu ngươi liền có thể cùng một chỗ đem vị tiên sinh kia cùng những này tỉ tỉ cùng một chỗ ăn hết. Đến lúc đó Nhu Nhu coi như có thể triệt để ra đời à. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 583. Tô Mị Ma thái độ khác thường độ cũng không để cho hứa nguyên lựa chọn đánh cỏ động rắn. Tại lần thứ nhất chạm mặt về sau, húc nhật lại mọc lên ở phương đông lặn về phía tây hai lần. Trong hai ngày này, hứa nguyên vẫn như cũ duy trì lấy trước đó làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Đọc sách, thưởng trà, cùng phơi nắng. Bất quá trong lúc này, Hắn ngược lại là đi ngẫu nhiên gặp kia mỹ ý tự nhiên nữ tử ba lần. Hai lần là chính mình đơn độc gặp mặt, một lần thì mang theo đại băng đà tử. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, tô mị ma chưa từng gặp qua đại băng đà tử, nhưng nàng đối ảnh nhi cái tên này hẳn là có khắc cốt minh tâm ấn tượng. Dù sao, ban đầu ở tĩnh Giang Phủ là ảnh nhi tự tay tra tấn nàng, cũng là ảnh nhi tự tay đối nàng tiến hành tương quan gián điệp huấn luyện. Nhưng kết quả lại đều không ngoại lệ, tô mị ma như trước vẫn là trước đó bộ kia thái độ lạnh như băng. Kèn kẹt vào đêm đã sâu thung lũng tĩnh mịch nương theo lấy cũ kỹ cửa gỗ một tiếng rên rỉ hứa nguyên trực tiếp đẩy cửa đi vào nhiễm thanh mặc chỗ khách phòng nghe được thanh âm cầm nguyên tinh ngồi xếp bằng tu luyện nhiễm thanh mặc lập tức tán đi công pháp từ trên giường hướng cửa ra vào hứa nguyên quang tới một đạo ánh mắt cảnh giác nửa đêm chưa nửa ngươi đến phòng ta làm cái gì hứa nguyên mang tính lựa chọn mù tự mình đi vào trong phòng khách bàn vuông trước ngồi xuống không đóng cửa thỉnh thoảng một đạo khác thân mang mặc xa chất váy ngủ bóng hình xinh đẹp cũng từ cửa ra vào đi đến. Bạch Mộ Hi suốt ngày uốn tại gian phòng không ra khỏi cửa, cũng liền hứa nguyên nhàm chán thời điểm ngẫu nhiên đi xuyên một chút cửa, cho nên cũng đã rất tâm cơ đổi lại cái này thân bộ ngực sữa nửa lộ váy ngủ. Nhìn thấy một màn này, Nhiễm Thanh mặc ngược lại là không muốn khác, thanh u con người lấp lóe. Đây là tới này trang viên đến nay, ba người lần thứ nhất tề tụ. Hẳn là Hứa Nguyên muốn nói sự tình. Nghĩ đến, Nhiễm Thanh mặc yên lặng bò xuống giường giường, đi giày thời khắc, cửa phòng cành kẹt một tiếng đóng lại, lập tức cả phòng đều bỗng nhiên lâm vào một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Trong bóng tối, hứa nguyên thanh âm yếu ớt vang lên, đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi có phát hiện hay không tòa trang viên này tựa hồ cất giấu một ít cổ quái? Nhiễm thanh mặc mặc dày, dựa theo ký ức ngồi vào bàn vuông bên cạnh, lắc đầu, nhẹ giọng hỏi. Hứa nguyên, ngươi phát hiện cái gì sao? Bạch mộ hy một đôi mắt sáng tại tư sấn một lát sau, thấp giọng hỏi. Công tử, ngươi nói là bên ngoài những cái kia yêu trùng mấy trăm người làng xóm lớn như thế tập kích mục tiêu nhưng không có một đầu yêu trùng nghe hương vị chạy đến quả thật có chút cổ quái đây là trong đó một phương diện hứa nguyên vừa nói một bên lấy một đoàn màu nâu đỏ ngọn lửa đốt sáng lên trên bàn vuông ngọn đèn đặc thù ngọn lửa chiếu sáng ngồi vây quanh bàn vuông ba người lờ mờ tràn ngập một chút quỷ dị u ảnh làm xong những này hứa nguyên nhẹ nhàng chụp gõ bàn chậm âm thanh nói ra Tên kia ở tại làm gió ở giữa nữ khách là ta quen biết cũ. Nói đến đây, chú ý tới nhiễm thanh mặc ánh mắt hơi biến đổi về sau, hứa nguyên ngược lại nói bổ sung. Cũng có thể nói là ta đã từng chôn xuống ám tử, lệ thuộc vào hắc lân vệ. Ba ngày này đến nay ta đi dò xét nàng rất nhiều lần, nhưng kết quả chính là nàng đối ta ám chỉ không có phản ứng chút nào. Ngốc bức radar đóng lại, nhiễm thanh mặc yên tĩnh ngồi không nói gì. Bạch mộ hy nghĩ nghĩ về sau, trần chờ hỏi. Nếu là ám tử nội ứng, có phải hay không là bởi vì sợ bại lộ mà không thể nhận nhau? Hứa Nguyên lườm tiểu bạch một chút, hỏi lại, cho dù không thể nhận nhau, đáp lại một chút ám chỉ không khó lắm à? Dầu lửa nhảy lên, hứa Nguyên khoát tay áo, vung đi trước mặt quỷ dị hắc vụ, nói khẽ, cho nên ta hoài nghi nàng nhận biết hoặc là ký ức xuất hiện một vài vấn đề. Tiếng nói vừa ra, hứa Nguyên khóe môi nhịn không được hơi hướng lên ngoác ngoác. Mặc dù làm như vậy có chút xấu bầu không khí, nhưng hắn thực sự có chút nhịn không được. Không hổ là ngươi, tô cẩn huyên. Mị hồn ma thể có thể trái lại bị người khác tẩy não, thật mẹ nó mất mặt đây này. Nhĩ thanh mặc tại lúc này bỗng nhiên nhẹ nhàng lên tiếng. Hứa nguyên, ngươi là hoài nghi hoàn tỷ tỷ có vấn đề. Hứa nguyên cười gật đầu, nhưng còn chưa tới kịp nói chuyện, bạch mộ hy liền bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy. Công tử không bằng lại nhiều thăm dò một chút lại làm kết luận. Hứa nguyên nhíu mày, một bên nhô ra linh thị, một bên nói khẽ, nói thế nào? Bạch mộ hy dáng người hơi nghiêng về phía trước cánh tay đè ép nửa lộ bộ ngực nhẹ nhàng lục lọi bóng loáng trắng nõn cằm, nhẹ giọng đề nghị, nếu là vị kia hoàn phu nhân rất mạnh, nếu có ác ý, chúng ta nên rất khó phản kháng, tốt nhất nghĩ lại mà làm sao, mà lại chúng ta cũng không vội ở cái này nhất thời. Nhìn chằm chằm tiểu bạch kia tại dầu lửa hạ lúc sáng lúc tối khuôn mặt nhìn mấy tức, hứa nguyên bỗng nhiên cười nhẹ phun ra ba chữ, có đạo lý. Vậy chúng ta, mộ hi. hứa nguyên nhẹ giọng đánh gãy nàng lời nói, đột nhiên bất thình lình hỏi, chúng ta ở chung được lâu như vậy, ta đã có thể nói ra lời này, ngươi hẳn là rất rõ ràng ta có bao nhiêu phán đoán nắm chắc à. Nói, hứa nguyên dừng một chút, ánh mắt nghi ngờ hỏi, mà lại ta nhớ được trước ngươi không phải thích nhất nghi thần nghi quỷ à, hơi có chút điểm đáng ngờ liền muốn giết người, làm sao hiện tại ngược lại tại ta quyết định chú ý thời điểm bắt đầu cẩn thận. Dứt lời, bạch mộ hy sừng sốt một chút, há mồm muốn nói chuyện. Nhưng ở nàng ngây người thời khắc, bên cạnh ngốc bức nữ nhân đã đem một thanh mặc kiếm gác ở nàng kia trắng nõn cái cổ bên cạnh. Bạch Mộ Hi yên lặng đem miệng ngậm lại. Mũi nhọn khoảng cách cái cổ không đủ một ly, có chút dị động, liền sẽ đầu thân tách rời. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên trong mắt cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, bởi vì Đại Băng Đà Tử vẫn luôn là dạng này. Bình thường mặc dù ngơ ngác rất có lễ phép, nhưng dính đến địch nhân liền sẽ dị thường sát phạt quả quyết. Động tác nhẹ nhàng chậm chạp đứng lên, Hứa Nguyên đưa tay đặt tại Bạch Mộ Hi không nhúc nhích trên trán, ôn nhu nói ra, "Mộ Hi, chớ phản kháng." Dứt lời, trong sương mù yên lặng. Theo linh thị trực tiếp rót vào Bạch Mộ Hy thể nội, nàng quần áo đơn bạc thân thể không bị khống chế bắt đầu run nhẹ nhẹ. Dây lát về sau, Hứa Nguyên lông mày không tự chủ chớp chớp. Nàng tại Bạch Mộ Hy đại não kết cấu bên trong phát hiện một vòng nhỏ bé không thể nhận ra tạp chất. Hơi cảm ứng một chút trong đó cấu tạo, Hứa Nguyên biểu lộ hơi ngưng trọng, lấy thân thể ảnh hưởng ý thức, cũng không phải là khí thái, cũng không phải ý hồn, còn sống. Hắn liếc qua bốn phía bị khói đen che phủ gian phòng, khóe môi hơi cầu lại là lấy vật thật a à không là xen vào khí thái cùng vật thật ở giữa cổ quái vật chất à cảm ứng đến cái này xóa kỳ quái vật chất tồn tại phương thức hứa nguyên trong lòng không hiểu nổi lên một vòng cảm giác quen thuộc nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau cái này xóa cảm giác quen thuộc liền lại như đầu ngón tay lưu xa tiêu tán nhất thời đành phải coi như thôi mà tại đem tiểu bạch thân thể trong trong ngoài ngoài kiểm tra toàn bộ về sau hứa nguyên thở phào thở ra một hơi không có bất kỳ cái gì khí cơ tương liên đem cái đồ chơi này trừ bỏ bên kia hẳn là không cảm ứng được dứt lời hứa nguyên ngược lại dẫn dắt màu đen nguyên khí thận trọng rót vào bạch mộ hy thể nội đem kia một đoàn nhỏ tạp chất tan rã giải tỏa kết cấu ngồi xuống lần nữa hứa nguyên hơi có vẻ mỏi mệt đối với nhiễm thanh mặc khoát tay áo ra hiệu có thể đem kiếm buông xuống thấp giọng phân phó nói mấy ngày nay các ngươi đều không cần tu luyện lại cũng tốt nhất nín thở không muốn hô hấp thân thể hết thảy đều không cần cùng ngoại giới có bất kỳ lẫn nhau tòa trang viên này bên trong từ trên xuống dưới đều lơ lửng một cỗ quỷ dị đồ vật lưỡi kiếm bị lấy ra nhìn xem nhiễm thanh mặc ái náy ánh mắt bạch mộ hy nhấp nhẹ lấy khóe môi nửa ngày về sau mới nhẹ nhàng nói ra mộ hy cảm ơn công tử nhưng chúng ta hiện tại còn không đi à đừng lo lắng kia hoàn phu nhân như thế cẩn thận chặt chẽ hành động tất nhiên đối với chúng ta cũng có chỗ kiên kỵ hứa nguyên lườm nàng một chút khe khẽ lắc đầu ánh mắt âm lãnh từng chữ nói ra về phần rời đi Bản công tử tại sao muốn rời đi? Tô Cẩn Huyên cùng Thiên Diễn cùng nhau tiến vào Thiên cước Hạp, bây giờ Tô Cẩn Huyên bị kia chết người phụ nữ có thai cho khống chế, Thiên Diễn trực tiếp tung tích không rõ. Lớn như thế ân, ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn hảo hảo thẩm vấn một chút cái này địch ý không rõ chết người phụ nữ có thai. Nói đến đây, Hứa Nguyên từ tu di giới bên trong lấy ra một viên thủy tinh thể, Linh thị cùng hồn vụ cùng nhau cảm ứng đến những cái kia khống chế lòng người quỷ dị phù du vật. Trong đầu không tự giác hiển hiện kia mộ chi ẩn quận chúa thân ảnh ngữ khí mang tới một vòng lạnh lẽo, mà lại, những vật này để cho ta nhớ tới một chút thú vị hồi ức. Dứt lời, ba. Thủy tinh thể bỗng nhiên vỡ vụn, một cỗ vô hình ba động lấy trang viên làm trung tâm nhanh chóng hướng phía đại viêm trái tim mau chóng đuổi theo. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 584, âm, mưa nhỏ, phiêu vụ. Nghe bên ngoài phiêu mưa tí tách, ngồi tại hành lang trong đỉnh hứa nguyên buông thõng tầm mắt xem lấy trong tay điển tịch. Trang giấy bởi vì tuế nguyệt mà phát hoàng, trang tên sách bên trên lưu lại mực ngấn cũng có vẻ hơi mơ hồ bất quá vẫn như cũ lờ mờ có thể có thể thấy rõ trên đó tên sách thiên cước trí sự tình viết sách người đã không thể thi ghi lại tác giả du lịch thiên cước hạp dọc theo đường chứng kiến hết thảy thiên cước hạp là một việc không ai quản lý địa giới dựng dục ra rất nhiều chưa khai hóa dã man dân tộc bọn hắn có nhất nguyên thủy sinh hoạt tập tục cùng tín ngưỡng cũng có được máu tay nhất tế tự hoạt động cùng những bộ lạc này so sánh tiểu bạch địa cung di dân đều lộ ra văn minh Địa cung di dân nhiều nhất chính là thờ phụng chọn lọc tự nhiên, đem người vô dụng đuổi vào dị quỷ xào huyệt để hắn tự sinh tự diệt. Mà thiên cước hạp bên trong phần lớn bộ lạc lại là sẽ chủ động cử hành loại này giống như tà giáo huyết tế nghi thức. Chém đứt người tứ chi, dùng chân cụt tay đứt hắn tại trên đất chống bày thành đặc biệt đường vân. Lại đem đã trở thành người trệ tế tự đám người phần bụng xé ra đặt chính giữa, để bọn hắn máu tươi dọc theo đào ra cống rãnh hình thành một mảnh quỷ dị huyết văn. Viết sách người bộ phận này miêu tả rất cẩn thận, kỹ càng đến chỉ là xuyên thấu qua văn tự đều có thể cảm thụ trong đó huyết tinh. Nhưng bởi vì tuế nguyệt xa xưa, bộ phận này đã có chút không trọn vẹn. Tỷ như viết sách người trong mèo vẽ hổ bắt trước được tới đường vân, lại tỷ như những cái kia bộ lạc thờ phụng quỷ thần tục danh. Quả thật là một phương khí hậu nuôi một phương người. Đem cổ tịch khép lại, hứa nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Liên hắn hiện tại hiểu biết đến tin tức mà nói, thiên cước hạp bên trong loại này huyết tế nghi thức nên xem như một loại nguyên thủy tập tục xấu. Dù sao, thế giới này nhưng không có cái gọi là tín ngưỡng chi lực tồn tại. Trung thổ 14 châu bên trong đã từng cũng không ít dân tộc có cùng loại nguyên thủy tế tự cùng sùng bái, nhưng đến đại viêm chiều này đời trên cơ bản đều đã biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản. Không phục quản giáo, không tuân theo hoàng mệnh. Triều đình cùng tông môn hao tốn sức lực giúp người phát triển giúp người kiến thiết, người mẹ nó không cảm tạ quan gia, không cảm tạ triều đình. Thậm chí ngay cả tông môn đều không cảm tạ, hết lần này tới lần khác ngươi đi cảm tạ ngươi cái kia giao gam không tồn tại thần linh. Cái này, có phải hay không có chút quá không hiểu chuyện. Cho nên những vật này cũng liền tại đại viêm cảnh nội dần dần biến mất, bị tông môn cùng các đời triều đình cùng nhau phát lực diệt trừ. Có chút là tinh thần trên ý nghĩa, có chút từ đầu đến cuối không phục quản giáo thì lên vật lý thủ đoạn, mấy vạn mấy chục vạn tộc nhân một đêm bốc hơi. Sinh ở hoàng thổ không tin thần hoàng tin thần linh. Vậy liền trực tiếp đưa ngươi đi gặp nó đi. Phong kiến hoàng triều, không có nhân quyền, càng đừng đề cập tiên phàm khác nhau. Bất quá trở lại chuyện chính, loại này huyết tế nghi thức cũng không hoàn toàn là phong kiến mê tín, bởi vì thật sẽ có một chút sinh vật hùng mạnh hưởng thụ bộ này đồ vật, thông qua tế tự hình thức cùng một chút bộ tộc ký kết khế ước. Tỷ như đại mạc lân lang, thật dài thở ra một ngụm chọc khí, hứa nguyên ánh mắt dừng lại ở hành lang ngoài đỉnh màn mưa. Sơn nhạc mưa đến, mưa bụi mông lung. Mỗi đến mưa lúc, cả tòa hẻm núi liền bao phủ lên một tầng như có như không xương trắng đem tòa trang viên này che giấu tại mênh mông trong vực sâu. Dựa theo hướng nguyên kiếp trước hiểu biết đến thưởng thức tới nói, thiên cực hạp loại này thân ở giữa lục vị trí địa lý hẳn là lượng mưa nên rất ít mới đúng, nơi đây vậy mà có thể làm được một tháng mưa xuống hai lần. Kia hoàn phu nhân ngược lại thật sự là cũng có chút thủ đoạn. Vung lên tay áo, hứa nguyên đưa cánh tay rót vào kia tinh mịn mưa nhỏ, cảm thụ được trên đó mang tới tí tách mát mẻ, không tự chủ ngoắc ngoắc khóe môi. Hai ngày thời gian, Hứa Nguyên thông qua linh thị đã sơ bộ hiểu rõ Hoàn phu nhân khống tâm thần người thủ đoạn. Cái này nước mưa cùng sương mù là kia Hoàn phu nhân tại tác pháp. Nàng khống chế lòng người thủ đoạn là mượn nhờ những cái kia phù du trong không khí cổ quái vật chất, mà cái này nước mưa cùng sương mù thì là những cái kia cổ quái vật chất ngưng thực. Nếu như nói sáng sủa thời tiết, những cái kia cổ quái vật chất trong không khí hàm lượng có thể đạt tới một, như vậy nước này sương mù chính là năm, mà nước mưa thì là 20 giống như hiện tại cái này mưa phùn nhuận vật im ắng bình thường thủ đoạn căn bản không thể nào cảm ứng bạch mộ hy bởi vì trường kỳ uốn tại trong phòng tu luyện mà chúng chiêu nhiễm thanh mặc là bởi vì mỗi ngày đều đi sớm về trễ mà tránh thoát một kiếp về phần hứa nguyên chính hắn thu về bàn tay hứa nguyên tròng mắt nhìn chằm chằm trên đó óng ánh mưa móc thần sắc bình tĩnh mà tĩnh mịch cái đồ chơi này đối với hắn hoàn toàn vô hiệu thầm nghĩ hứa nguyên đưa bàn tay nắm chặt lại lần nữa mở ra trên đó nước lộ đã biến mất không thấy gì nữa phía trước đêm trừ bỏ tiểu bạch thể nội tạp chất về sau, hứa nguyên chủ động nếm thử đem nó đặt vào thể nội, lại phát hiện cái đồ chơi này lại có thể giúp hắn tu luyện. Mặc dù chỉ là rất nhỏ bé một tia, nhưng xác xác thật thật tăng trưởng. Cái này hoàn phu nhân, tựa hồ cũng không phải người đây này. Thầm nghĩ, hứa nguyên lại lần nữa đưa tay đặt màn mưa, những này nước đọng rơi vào trong tay hắn một cái chớp mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nội thất phòng. Dáng người yểu điệu không mặt thiếu phụ vẫn như cũ nhẹ vỗ về bụng dưới, không xem qua ánh sáng lại là không nháy một cái nhìn qua kia hành lang đỉnh phương hướng. Tại mưa xuống thời điểm, cả mảnh trời màn phía dưới đều tại nàng phạm vi cảm ứng. Mà giờ khác này, nàng nhạy cảm cảm giác được chính mình thuật pháp bỗng nhiên biến mất một bộ phận. Rất nhỏ bé, nhưng đến nàng cảnh giới này, cho dù là mảy may ba động có thể cảm giác nhập vi. Đem tâm thần rót vào, đem ý thức xuyên vào màn mưa hướng phía biến cố phát sinh hành lang đỉnh dũng mãnh lao tới, nhưng nàng lại chỉ có thấy được một trường ghế đu. Không có người ngồi, nhưng lại tại nhẹ nhàng trước sau lay động kẽo kẹt kẽo kẹt tại mờ tối chân trời cùng hơi nước che giấu dưới vị kia tại hành lang đỉnh biên giới không người ghế đu có tiết tấu khẽ động phát ra tiếng vang tại nước mưa tí tách bên trong lộ ra phá lệ quỷ dị mẹ ngươi thế nào giọng trẻ con non nớt tựa hồ phát hiện mẫu thân mình dị dạng thiếu phụ nơi bụng thanh thúy vang lên che giấu tại trong bóng tối thiếu phụ trầm mặc một chút ôn nhu mở miệng nói vị tiên sinh kia giống như không nguyện ý thích nhu nhu ngươi đang cảnh cáo mẹ đừng làm loạn a à, hắn dựa vào cái gì đồng âm nghe vậy có chút không hiểu thật vui vẻ bị ta ăn hết mọi người liền đều có thể hạnh phúc dạng này không phải rất tốt sao thiếu phụ nhẹ nhàng an ủi trong bụng nam đồng đại khái bởi vì tiên sinh hắn cùng nhu nhu ngươi là đồng loại đi nếu là đồng loại hắn hẳn là càng vui bị ta ăn hết nói giọng trẻ con non nớt đương nhiên mẹ ngươi không phải liền là dạng này à mẹ nguyện ý bị ngươi ăn hết là bởi vì yêu ngươi thiếu phụ trong âm u con ngươi ôn nhu tránh lộ có thể tiên sinh hắn dù sao không biết nhu nhu ngươi không bằng mẹ đem tiên sinh hắn mời đi à không muốn nhu nhu hoan nếu như tiên sinh đi ngươi liền có thể ăn hết ngươi thích nhất tô tỷ tỷ phốc phốc lời còn chưa dứt một cái chưa thể phát dục hoàn toàn tay nhỏ trực tiếp đâm xuyên thiếu phụ có chút hở ra bụng dưới máu tươi bắn tung tóe tại mặt đất vặn vẹo màu máu đường vân phía trên đồng âm mang theo một vòng điên cuồng nhuộm dần cái này máu tươi vặn vẹo tay nhỏ tựa hồ muốn ra bên ngoài bò. Ta mặc kệ, mẹ ngươi đã nói muốn để ta ăn hết vị tiên sinh kia, nếu như nói không tính toán gì hết, nhu nhu liền tự mình đi tìm tiên sinh. Bạn chuẩn bị xem tiên tử bình tĩnh nghe ta giải thích nha tập 585, nước mưa tí tách mà xuống. Cảnh cáo về sau, hứa nguyên đi thư phòng lấy mấy quyển trí dị ký sự liền tiếp theo một bên nghe mưa, một bên đọc sách. Hắn lần này chủ động đưa ra cảnh cáo kỳ thật một loại rất hành động mạo hiểm, nhưng lại có cực mạnh nắm chắc hoàn phu nhân không dám vọng động. Liên trước mắt nắm giữ tin tức đến xem, hứa nguyên rất chắc chắn vị kia hoàn phu nhân đối với hắn có một loại cực mạnh kiên kỵ. Chuyên môn đối với hắn kiên kỵ, mà cũng không phải là đối nhiễm thanh mặc cùng bạch mộ hy. Phải biết, thiên diễn cùng Tô Cẩn Huyên là cùng nhau hành động, mà bây giờ chỉ còn Tô Cẩn Huyên cái này mất mặt mị ma đơn độc bị khống chế tinh thần tại đây. Diễn thiên quyết làm giám thiên các cái này tông môn thiên hạ vài vạn năm bá chủ trấn tông chi bảo, trong đó diễn thiên thần hồn có thể trực tiếp lẩn tránh thiên hạ tất cả khống hồn bí thuật kia hoàn phu nhân thủ đoạn đại khái xuất đối thiên diễn vô hiệu nói cách khác tại hứa nguyên hắn chưa đến nơi đây trang viên trước đó thiên diễn đại khái xuất là cùng hoàn phu nhân động thủ một lần mà lại tại không có thương tới đối phương tình huống dưới chiến bại nói cách khác hoàn phu nhân tối thiểu có thuế phàm thực lực thực lực thế này đừng nói hai tên đại tông sư đỉnh phong nhiễm thanh mặc cùng bạch mộ hy song song đột phá nguyên sơ cũng đều không thể nào là cái kia quỷ dị hoàn phu nhân đối thủ có thể hiện thực lại là đối phương lựa chọn như thế đại phí khổ tâm âm thầm bố trí. Loại bỏ hai nữ, lại bài trừ đã bị cáo hồn mất mặt mỹ ma, toàn bộ trong trang viên chẳng phải chỉ còn lại hắn hứa nguyên một cái kẻ ngoại lai rồi sao. Hoàn phu nhân kiên kỵ hắn nguyên nhân cũng không khó suy đoán. Bởi vì hắn cái này thể chất đặc biệt, cũng bởi vì hắn trên thân cái này lẩn tránh hết thảy giò xét tránh hồn quần áo. Cả hai cùng nhau ở trên người hắn cấu trúc lên một tầng khăn che mặt bí ẩn, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Hứa Nguyên liền ngừng lại suy nghĩ, hắn không muốn đi suy nghĩ sâu xa thiên diễn sự tình. Cả kiện sự tình càng là suy nghĩ sâu xa, hắn thì càng áp chế không nổi sát ý trong lòng. Xuyên qua đến nay, Hứa Nguyên bởi vì rất nhiều chuyện đều tức giận qua, cũng bởi vì rất nhiều chuyện mà đối với hắn người lên qua sát tâm. Có thể những này cũng đều giới hạn tại đem bọn hắn giết chết trình độ. Mà trang viên này chủ nhân vẫn là thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, Hứa Nguyên muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong đối tượng. Mỗi lần tư sấn kia gặp cảnh khốn cùng thánh nữ bây giờ tung tích không rõ, hứa nguyên liền có một cỗ khó nói lên lời ngăn chặn chôn ở ngực. Nếu là thiên diễn thật ở chỗ này xảy ra chuyện, hứa nguyên không tự chủ có chút siết chặt sách cổ ở trong tay. Hắn sẽ để cho chịu đựng sát ý ăn ngon uống sướng để hoàn phu nhân đem nàng hài tử an an ổn ổn sinh ra tới. Sau đó, lại để cho nàng hảo hảo thể hội một chút cái gì gọi là chân chính địa ngục. Tí tách, thời gian một chút mà qua, tí tách mưa nhỏ, phảng phất cọ rửa lấy hết hết thảy vết bẩn vui đầu xem sách hứa nguyên nhìn xem trong tay ký sự cổ tịch hành lang ngoài đỉnh tiếng mưa rơi dần dần nhỏ xuống giật mình phát hiện điểm này về sau hứa nguyên ánh mắt yếu ớt liếc qua kia phảng phất vô ngần hơi nước màn mưa nửa khắc đồng hồ không đến liền ngừng lựa chọn thỏa hiệp à nước mưa giảm nhỏ về sau tại thời gian một chén trà công phu liền dần dần tán đi nhưng bao phủ hẹp cốc gì được hơi nước vẫn tồn tại như cũ bất quá tại linh thị liếc nhìn dưới hứa nguyên nhíu lại lông mày cũng liền dần dần buông ra nước mưa có thể bỗng nhiên ngừng nhưng hơi nước đang lấy một loại chậm rãi tốc độ tiêu tán dạng này mới phù hợp tự nhiên lẽ thường kia hoàn phu nhân đây là lại cho song phương một cái hạ bậc thang hư nhẹ một tiếng hứa nguyên cũng liền thu hồi ghế đu hướng phía ba tiến viện chỗ kia tiếp khách chính sảnh đi đến đã đối phương thỏa hiệp vậy hắn hiện tại liền nên đi qua muốn đền bù vì không bị nhìn thấu thực lực chân thật hắn nhất định phải đóng vai thành cùng hoàn phu nhân ngang hàng tồn tại mà xem như ngang hàng tồn tại ngươi làm những này âm mưu quỷ kế bị phát hiện tự nhiên nên đánh đổi một số thứ đã mất đi mưa phùn quấy đãng từ từ sương mù nhất thời ngược lại trở nên càng đậm dạo bước tại mờ tối trong sương mù hứa nguyên trong đầu nhanh chóng suy tư tiếp xuống đối sách nhiễm thanh mặc cùng bạch mộ hy bị cáo hồn uy hiếp xem như tạm thời giải trừ hắn hẳn là không cần lại mỗi đêm đều hao phí tâm thần cùng chân quý nguyên khí cho hai nữ làm một lần triệt để toàn thân kiểm tra bất quá phiền phức vẫn tồn tại như cũ bởi vì hứa nguyên còn phải nghĩ biện pháp đem tô cần huyên cấp cứu ra đây là một kiện rất chuyện khó giải quyết hoàn phu nhân sở dĩ sẽ ở thu được cảnh cáo của hắn sau thỏa hiệp rất lớn một phần là bởi vì song phương cũng không có diễn sinh đến kết xuống tử thù tình trạng cho dù đúng là mưu đồ làm loạn nhưng dù sao sự tình chưa thành tựu bị phát hiện bởi vì loại chuyện này như vậy từ đấu tại song phương đều là một loại mạo hiểm cung cấp làm người vừa lòng đền bù mới càng phù hợp song phương lợi ích mà như bị hoàn phu nhân phát hiện hắn cùng tô cần huyên quan hệ trong đó cả kiện chuyện tính chất liền trong nháy mắt thay đổi vị. Cho nên, tỉnh lại mất mặt mị ma sự tình còn phải trong bóng tối lặng yên tiến hành. Mà khó giải quyết nhất điểm liền ở chỗ này. Bạch mộ hy ngày đó mặc dù suy nghĩ chịu ảnh hưởng, nhưng tâm trí tóm lại vẫn là vững vàng, cho nên sẽ thành thành thật thật phối hợp hắn trừ bỏ rơi những cái kia tạp chất. Mà Tô Cần Huyên hiện tại đã triệt để bị hoàn phu nhân tẩy não khống chế, sẽ phối hợp hắn à. Coi như cố gắng thiết kế một chút, cho nhiễm thanh mặc cùng bạch mộ hy chế tạo một cái chính nghĩa hai đánh một không gian thành công đem cái này mị ma khống chế lại hứa nguyên cũng không dám tùy tiện đem chính mình nguyên khí rót vào trong cơ thể của nàng mặc dù mất mặt là mất mặt một điểm nhưng tô cẩn huyên mị hồn ma thể thể chất thế như là hàng thật giá thật tự tiện rót vào hắn không có bị hoàn phu nhân tẩy não ngược lại bị tô cẩn huyên khống chế lại vậy là tốt rồi chơi khó làm hô thở phào một hơi hứa nguyên hơi thu nạp suy nghĩ hắn hiện tại đối với kia hoàn phu nhân hiểu rõ vẫn là quá ít, căn bản không có cách nào tạo dựng ra một bộ hoàn chỉnh kế hoạch. Nếu như thực sự không được cũng chỉ có thể chờ đế an bên kia người tới lại tính toán sau. Đang nghĩ ngợi, hứa nguyên khóe mắt liếc qua lại bỗng dưng tại phía trước chỗ ngoặt trong sương mù liếc về một đoàn bóng đen. Đối phương xuất hiện rất đột ngột, nhưng lại phảng phất vẫn đứng ở nơi đó. Tại góc tường, không cao, ước chừng cũng liền hơn một xích, tiểu hài bộ dáng, nhưng hình dạng có chút dị dạng, từ đầu vị trí có thể nhìn thấy một đôi quỷ mị u lãnh con mắt. a, à, thì ra là thế. Nhìn thấy đoàn kia đồ vật một cái chớp mắt, hứa nguyên bỗng nhiên liền minh bạch hết thảy. Vì cái gì chính mình có thể từ trên thân hoàn phu nhân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Vì cái gì chính mình có thể thông qua hoàn phu nhân thuật pháp tăng tiến tu vi. Ha ha, hẹp dài hành lang, cao lớn cao cẩm bào công tử bước chân nhẹ nhàng. Mà nó liền đang lẳng lặng ngồi xổm ở nơi đó tĩnh mịch im ắng nhìn chằm chằm hắn, Bắn ra ra tham lam ánh mắt đi theo sát nút. Mà Hứa Nguyên liền phảng phất không có phát giác, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước. Đát, đát, mờ tối trong sương mù phảng phất không có bất kỳ cái gì tia sáng, toàn bộ thế giới phảng phất đều chỉ còn lại có kia ngẫu nhiên từ mái hiên nhỏ xuống hồ nước lanh keng thanh âm. Thẳng đến cùng cái này đoàn bóng đen sắp gặp thoáng qua thời điểm, Hứa Nguyên bỗng nhiên dừng bước. Sau đó, hắn từng chút từng chút đem ánh mắt nhìn về phía cái này đoàn quái dị bóng đen. Ánh mắt tĩnh mịch, răng môi khẽ nhách lộ ra trong đó sâm bạch răng tiểu bằng hữu ngươi có việc hoảng hốt ở giữa trong sương mù vô số ngã lao đầu xuống quỷ dị cành liễu bỗng nhiên hiện đầy toàn bộ hành lang phía dưới nó treo vô số đáng sợ thi hài theo sau cơn mưa gió mát có chút phiêu động